vô nha mọi người nha. Mọi người muốn xả cái gì đầu like này, mọi người muốn xả cái gì đầu like, mọi người comment đi, Dung xả rẻ cho mọi người lấy cái tương tác đầu like. Mọi người muốn lên cái gì đầu like, Dung sẽ xả cho mọi người mấy chục nghìn đầu like luôn, cho nó có tương tác nha. Ok không? Ok không mọi người? À, đồng hồ còn lấy nào không em? Elisa bom hàng. Elisa bom hàng. À, nó cay quá. Này đồng hồ em còn 3 cái. Đặng nha. 5 cái chứ. Hết luôn rồi sao? Đây. Tặng luôn. Chơi luôn. Chơi tối luôn mà. Nè. Cái này là có cái tương tác đầu like giùm em một tí xíu thôi. Đeo cho một cái nhìn rồi xong rồi à, tặng nha. Á ơi đồng hồ không có bán nha mọi người. Cái này mọi người phải tương tác mạnh lên. Đồ Dung mặc đang sale còn có 119.000 à. Em không mở ra kiểm tra nữa chị, chắc có đó. Chị chốt là có mà. Rồi cho em 3 lần lên hội nhóm, 1 lần lên trang cá nhân giùm em. Cái đồng hồ này là em thề với chị, trong tủ em là có đủ màu. Tại vì em hay phối đồ màu á, cho nên em để cái đồng hồ này đủ màu phối rất là cưng luôn. Đây mọi người nhìn hàng đi. Cho em 3 lần vào hội nhóm, 1 lần lên trang cá nhân để ở chế độ công khai, em sẽ tương tác cho mấy chị vào cái đồng hồ đầu like này. Má ơi, em không đưa chị cái màu đen hay sao á? Màu đen hết rồi hả? Đâu? Màu đen đâu mà chiếu. Màu đen hả? Rồi, comment giúp em nha. 67 người rồi, cho em đủ 100 người đi là sẽ có quà liền cho mọi người luôn. Thôi má ơi, em không tiếc mọi người. Thôi má, cái màu đen này mọi người. Cái màu đen ai lấy? Má, cái màu đen đẹp chứ người ta. Trời ơi mọi người, nhìn này. Xét Dung mặc Dung xe cho mọi người. 72 người rồi, ráng tí xíu nữa mọi người. Xét Dung mặc Dung xe có 119.000 nè. Xét Dung mặc Dung xe có 119.000 thôi mấy chị ơi. 72 người rồi, mọi người ráng lên cho em tí xíu nữa. Lên à 28 người, 75, 77 rồi. Ráng tí xíu nha. Ok chị Minh Dung, cảm ơn chị. 77 rồi mọi người ơi, ráng tí xíu nữa nó tới nha mọi người ơi. Elisa bom hàng. Má ơi, nó đau cái mũi. 76 rồi mọi người, 80 rồi nè. 20 người nữa, cố gắng lên một tí xíu. Cái này là mọi người phải comment lẻ nha. Em chỉ đúng tri ân cho mỗi cái một màu thôi. Sếp đang mang chị Phương Phương. Sếp đang mang em xe có 119 à. Quần suông nha mọi người nhá. Quần là suông như thế này nè. Quần là phong suông ấy. Rồi comment giúp em nè, cho em coi sếp chị đang mặc. Ôi trời, tưởng là Quỳnh có sếp này rồi chứ. Cái sếp đang mang này là quần như thế này nè. Quần là quần phong suông ấy. Áo ba lỗ mấy chị. Rồi 85.000 rồi mấy chị ơi. Nhanh lên, mãi vô mãi vô. Ngồi như bún cá luôn này nè. Lẹ lên rồi mấy chị ơi. Cá ngoài chợ luôn nè. Buôn đồ mà như buôn cá 87 rồi. Tí xíu nữa. Tí xíu nữa nha mấy chị. 90 rồi, 92 rồi. Lên tí xíu nữa thôi. Em buồn quá mấy chị hả? Không chịu tương tác với em. Cay quá. Rồi comment tương tác giùm em nha. Xét Duy mặc cho, xét Duy mặc cho Huyền Hanna. Còn hai set nữa là hết rồi. Set Dung mặc là 260 rồi đó. Mà Dung sale còn có 120 thôi. Bà nào mua ở trên live thì sẽ được có hỏi giá ở trên live này. Tương tác đúng dùng em ở trên live này thì mới mua được giá 119.000. Chứ còn nào bạn nào mà lúc hôm trước vừa mới mua vẫn là đang giá là 180 là đã giá sale rồi nha. Rồi má ơi, lên chín mấy rồi mà cũng không lên nổi 100 luôn. Là trời, bình thường lên live một phát một là trăm mấy 200 rồi vèo vèo. Bây giờ lên được chín mấy rồi mà không lên được 100. Vũ Ngọc Quỳnh Như mới có 82 rồi gì có tám mấy người con mà mấy chị kêu cao vậy. Cái những cái ngày mà em lên 600-700 người thì mọi người không biết sao luôn. Tại bay của em bị chặt á. Đúng rồi, chị đang mặc là set. Cái áo là bằng len luôn đó mấy chị. Cái áo nó bằng len luôn nè. Cái áo là cái đai nó như thế này luôn nè. Đó, cái đai là nó như thế này luôn đấy. Bởi vì em đó mọi người, cái set em mặc là em sale rẻ cho mọi người đó, chứ không có giá này đâu mọi người ơi. Tương tác giùm em thấy tin đi. Hello chị Giang. Rồi chiều vô. Rồi má 85 mà có 15 người nữa không chịu lên được 100 người. Là trời. Cái đang mặc là set chứ không phải là bộ
1,85 luôn. Ráng lên cho em 187 rồi mọi người. Nói này em thấy lên 93, 94 rồi mà. Này em thấy lên 93, 94 gì đó, 89 rồi. Trời má ơi, sao mà đi đâu vậy? Này em thấy lên được cao lắm rồi, là bị ao xuống hả mọi người. Chính giờ rồi đó em chỉ lại. Trời má, mới có 6 mấy lượt chia sẻ, hèn gì nó không lên nổi là đúng rồi mấy bà ơi. Trời ơi, em tưởng vài 300 lượt chia sẻ rồi. Xét đang mặc em sale có 110, mười mấy nè, 19. Đứng dậy em coi phong quần, nó là phong quần xuống á. Trời má, chị đứng lên cái ghế này chị sợ chị té rớt răng quá. Nãy chị té một lần rồi đó, chị sợ quần xuống á. Quần xuông, đúng rồi, quần xuông á chị Vi. 89 rồi, 92 rồi, 80 nữa, 90 rồi, á đù. Nè, cái này là quần xuông, tại đứng trên cái ghế này nó lúc lắc á mọi người, em sợ bị té. Xét đang mặc cái mi xinh thanh hiền, nãy té lần tí nữa sắp mặt luôn rồi đó mọi người ơi. 91 rồi, trời ơi ông nội, sao mà nó không lên được 100 ta. Để đọc cái mã này cho mọi người cái nghe. Nó là lại xuống 88. Cuộc đời thật là buồn. Bây giờ em mọi người thấy không? Ăn đồ. Má mọi người thấy ai buôn đồ mà ngồi giống như buôn cá vậy nữa không? Chán lắm. Rồi, tương tác em chỉ có đủ màu thôi nha mọi người nhá. Đủ màu là hết thôi đó. Không có chích ra cái nào cho mấy chị nữa đâu. Kéo ghế ra Dung đứng lên xem cái quần với. Đây, phong xuông. Đây mấy chị thấy không? Nó là phong xuông như thế này nhá. Má ơi, cái set này là đẹp rụng rồi tay chân luôn á. Rụng rồi tay chân má ơi. Hình như là nó không cho mấy chị lấy giá tri ân hay sao ấy, đúng không? Nó đâu có lên nổi rồi. Thôi bán tặng cho mấy chị nha. Má mặt con gói ghê thật đó mọi người. Buồn quá chị ơi, lên đi nè. Nó không lên được 99 rồi kìa. Rồi phá rồi, nó lại 97. Nó cứ nhích lên tầm hồi dừng 99, lúc này cũng lên 91 rồi. Nó lại cứ tụt xuống. Má cuộc đời thật là có dép không chị? Em còn có sai gì em? Chắc chết chịu không nổi. Hả? Màu nâu hả? Đưa chị cái đi. Em còn dép rồi, tí là em tặng dép cho luôn nha. Đây, gì? Thôi mày rảnh quá, mày đưa cái đôi sạch chúng tao đi, trời ơi. Đợi xíu đi mọi người, tí nào tặng dép cho luôn, không tiếc cái gì hết. Rồi, cái này ghi dùm em nha, 79.000. Ai muốn lấy màu gì thì mọi người chốt lên like dùm em, 79.000. Cái đồng hồ này mà Dung lấy được dưới 100.000, Dung làm con với chị luôn. Cái này là Dung lấy vô là 205.000 là lúc đầu bán. Nhưng mà sau này á, Dung lấy được 1.000 cái. Thì, trời má ơi, mấy chị comment gì kinh vậy? Có đâu mà comment đại vậy mấy chị, có mấy cái à mấy má. Comment nhiều lấy gì con? Trời ơi là trời, nhặt ra hết đi em. Trời má ơi, lấy 79.000 nè. Trời má, còn có má kia kêu đủ màu. Đủ màu chắc ăn cám luôn đó mọi người. Đủ màu thì sao mà có được. Không có đâu, đen cho bà bé Kem nè, trắng cho Quỳnh Như nè. Hả? Hình như trắng còn có một cái à. Má ơi, tôi lấy vào cái đồng hồ này mắc lắm, tôi tương tác cho mấy bà đó. Trời ơi là trời. Xanh cho Kim Huy nè. Vứt ra đi em ơi, hết trắng rồi đúng không? Còn trắng cho Vũ Ngọc Quỳnh Như. Xanh rêu, má ơi, rêu là cái nào không biết luôn ấy. À, rêu là cái em đang đeo đúng không? Má ơi, 79.000. Xanh là cái đang chị đang đeo á. Cái này ghi cho em là min đi, màu xanh min. Trời má ơi, không dám bấm luôn với chị gì. Má ơi, bà kia ham nghe đủ màu. Trời má ơi. Màu xanh với màu hồng. Bà Minh Dung là lại có xanh rồi, cho thêm cái hồng thôi nha. Hết hồng. Hết rồi. Trời má ơi, đâu ra vậy? Gì nhiều dữ vậy má? Đen cho bà Lê Yến. Hết trắng rồi mấy bà ơi. Hết hồng luôn. Còn xanh min nè, xanh rêu nè. Rồi à, rồi màu xám. Cái này là màu xám với màu đen. Em còn đen được mấy cái thôi. Màu xanh hả? Màu xanh cho chị Hồng Nhan Nguyễn. Rồi đúng bom như mấy má. Chị hết trắng rồi Huyền ơi. Comment đi, xanh cho heo xinh bé. Xám cho Ly Hồ. Má có 79.000 thôi đó. Rồi hết nha. Cái màu xanh đó là màu gì vậy? Đây, ở đây hả? Cái này hả? Rồi mà cái này ghi cho em là màu pin hết rồi. Rồi đừng có ai mà không chia sẻ nha. Lóc luôn đó nha. Má ơi, con tặng cho có 79.
ấy bà. Em còn min thôi, em còn xanh min, màu đen với lại màu xám là hết. Rồi má ơi, bán tặng mà mấy chị đâu có phải là có lời có lãi gì ở đây đâu. Mọi người còn chửi em trên like nữa. Xám trên ly hồ. Bà nào thêm cho luôn. Xanh min cho Nguyễn Viên. Rồi hết xám luôn. Rồi min cho Nguyễn Viên có rồi, hồng tôi hết rồi ông nội ơi. Xanh min cho chị Su Minh Nguyễn, ly hồ có rồi, thêm xanh min cho bé kem cute. Xanh dung đang đeo cho Su Su. Trời ơi, nhớ mua thêm tôi cái gì nha, không là tôi 79 nên tôi không có gói đi được luôn ấy. Bây giờ shop cũng không có gói kem luôn đây nè. 79 nên tôi hủy đơn đấy nha, chứ không có đi được đâu. Sáng cho chị Phương Bùi. À, hết sáng rồi. Chị Phương Bùi em hết sáng rồi, lấy xanh min được không? Rồi em còn một cái mấy cái màu đen luôn rồi. Xanh theo hết rồi mấy chị ơi. Em còn đen thôi. Đen cho Út Ngân. Út Ngân nãy giờ có chưa ta? Thêm min có rồi. Em còn đen với lại là xanh min thôi. Hết. Màu gì cũng được cho anh Hồng. Đó, như bà đó dễ sống á. Còn lửa nó 79.000 thì chị có không Dung? Không có. Đằng sau này là không có đâu. Chị Phương Phương màu đen. Tại vì em bán tặng có 79.000 đâu mấy chị. Lấy màu nào đại cũng được. Rồi má, màu đen đẹp xỉu luôn, không lấy trời ơi là trời. Màu đen là tôi không dám đeo đầu, dám đeo trên tay. Tại vì biết sao không? Màu đen ấy là cái màu mà đẹp nhất luôn, mà dễ phối đồ nhất luôn, không có dám đeo. Mọi nhìn thấy cái này không? Đây mọi người nhìn hàng này, xịn sò như vậy luôn. Má, màu đen đẹp quá. Út Ngân có rồi em ơi. Má ơi, đen cho nó rõ này. Đen cho Mai Yến. Út Ngân có rồi, có rồi. Minh. Min là cái nào ta? Min cho Cherry Lê, đen cho Huyền La, Huyền Hana được 79.000 nha. Hôm nay mua không phải chuyển khoản nữa cho chị Vi ơi. Chị Cherry có rồi, Yên Lan có chưa ta? Yên Lan là màu đen. Minh Dung có đồng hồ em ơi, có tới 2 cái lần hay sao bà? Đồ khách mới không dám chốt cái đâu, thêm đen cho heo xinh bé. Đợt em mua 200 đợt bởi vậy. Cái này là chị lấy tương tác, đừng có chửi chị. Khổ lắm. Em thấy nãy giờ chị like 40-50 người coi, tặng đồng hồ phát lên 140. Thấy không? Thấy cuộc đời chị nó đưa rồi chị đẩy luôn á. Khổ chị không? Thiệt á, mọi người đưa là em đẩy. Mà em đẩy là em đi luôn á, mọi người đi xa luôn á. Nhi Trương 79 màu đen. Em đổi địa chỉ. Ok em. Yên Lam có rồi nàng ơi. Nhi Trương có rồi nàng ơi. Mọi người thấy không? Nguyễn Huyền lên số điện thoại địa chỉ giùm em. Dung thấy chị Nguyễn Huyền nhưng mà chị Nguyễn Huyền không có thông tin. Chị Tini thêm đen đâu có. Chốt hàng lên số điện thoại. Xanh bên cho chị Thúy Lê. Đen cho Sam Nhí. Mấy bà ơi, chốt hàng 79.000 làm ơn chốt cho con thêm một món cho con đi đơn nha mấy má. Có đồ ngủ đùa không chị có? Đen cho Thịnh Phúc cho tôi chốt xong rồi. Kêu nhân viên gói, nó không thèm gói cho đâu. Tại vì cái này gói nó cực lắm. Gói là phải vò gói bằng bịch xốp. Mà 79.000 nó không gói cho đâu mọi người. Nhân viên em chảnh lắm. Nó kêu là gói hàng nhiều nhiều tiền thì nó gói, chứ gói hàng mấy cái này nó gói cực lắm, nó không gói đâu. Đen cho chị Hương Giang, thêm xanh min cho Nhi Trương. Đen cho Nguyễn Huyền. Xét dung mặc dung sale còn có bao nhiêu ta? 2 em ở Bưng Kè. Ok nàng, Bưng Kè một cái thì chốt cho. Chứ còn mà khách tỉnh không có chốt giá này được đâu mấy chị. Rồi Tini là... Chết mẹ, màu gì quên rồi bà Ni ơi. Màu gì đây? Tini màu gì vậy nàng? Màu đen. Tini là có màu đen thôi. Chốt màu gì? Cái này là màu màu xanh nhá. Chuẩn bị tới dép nè. Một con dép mà rẻ hơn. Xanh đậm hoặc đen được không? Hết rồi. Xanh min nha chị cho Trang Trang. Ai chốt rồi nghe tên đọc đừng chốt nữa nha. Hết hả? Còn ba cái đen với một cái min hả? Rồi còn ba cái đen, xét nhưng mà có màu duy nhất xả còn 119.000. Tương tác chia sẻ để qua tiếp. Lấy cái gì số lượng ta chỉ tặng mấy chục nghìn cho lên view chơi nhìn cũng được này. Em không thèm tới tiền luôn mọi người. Dạo này không thèm tiền, thèm thuốc phiện không à. Rồi cái này dùm em. Gì ta? 79 xanh min cho Mẩn Thịnh. Ok Mẩn này. Quýt đâu rồi, vô chốt thêm đi. Hết xanh min rồi, không còn cái nào bà ơi. Bà Nini hả? Hết xanh rồi Ni ơi. Không có cái nào màu xanh trên cái bàn của chị, có cái nào không? Chị Phương Bùi không có luôn. Em còn hai cái đen thôi là hết luôn mọi người. À em còn cái này. Trời ơi nè, ai lấy cái này thì chốt liền. Trời ơi có cái à, Bookberry. Má ơi, xịn xò.
sợ chưa, Burberry nó mắc lắm nha mọi người nhá. Burberry dùng em 79.000 luôn má ơi, hết rồi. Bà có lấy Burberry đi cho đủ hai cái để chốt đơn đi nè. Burberry còn địt bụng còn á chị, Quỳnh Như he xinh bé rồi còn cái. Hết rồi, bà đi đi có chốt không, đủ cho hai cái luôn nè. Má ơi, chị Burberry có đâu bà, lại với má đâu có đâu mà đi chốt ghê vậy. Cho chị Phương rồi hết sạch. Còn cái thân em có lấy không, chơi nữa không, chơi nữa không, là để lấy cái khác ra chơi luôn, khô máu luôn, bán thân luôn nè. Có thân ai mua không, ba mấy nhỉ, ba mấy, ba sáu, đây 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 đây, còn cái này chơi luôn nha, chơi luôn cái này luôn nè mọi người, 36 tới 39, không có 35. Chơi nữa không? Trời ơi, bữa mua 280 rồi xong. Đừng chửi em nha, khúc này chửi em là em nghỉ chơi với mấy chị luôn. Nên mọi người thương em là em chỉ lấy cái tương tác, em chỉ nhìn cái lượt tương tác của mọi người ổn định cho em. Chứ em không có cần tiền, mọi người thấy á, khách mua 200-300 mọi người giờ em lên xe 79 khách cũng giận em luôn. Tại vì em ở đây là em chỉ cần cái tương tác mọi người thôi, mọi người tương tác thêm cho em nữa. Dép dùm em, cho em nhân viên em mà em khui cái đã. Còn ba chị 35 hả? Có 35 không? Không có 35. 36 cho tới 39 hả em? Vừa em mua Burberry 250 thấy không? Đó, mấy chị bởi vậy mấy chị thấy lỗ không? Chứ đâu phải em lấy vô hả? 80.000, 79.000 thì em bán 250 em giàu tới cái gì em không ngồi đây rồi. Bởi vậy em tặng mọi người là tặng rất là lỗ luôn. Rồi từ ba mấy em? Từ 36. 36, 37, 38, 39, 79.000 luôn. 36 nè, 37, 38, 39, 79.000 luôn. Trời ơi mọi người, rồi long luôn. Đây đây, ai lấy thì ghi giùm em nha. Rồi mà cái dép này là có lớp nệm. Ai mua ai mua cái dép này rồi đi xuống rồi mọi người comment giùm em cái. Tại vì cái dép Burberry này nó rất là xịn luôn. 36 nè, 37 nè, 38, 39, set 119, ok Thịnh Phúc chúng đang mặc. Comment giúp em kèm size nha, nó chỉ còn được có mấy cái này thôi, bạn nào ghi giùm em. 39, 79 cho chị Minh Dung, 38 cho bé Kem Cute. Thảo Nguyễn lên số điện thoại địa chỉ một chồng của bé Dung đi nha. Mọi người kèm size nha, 38 cho Mai Yến, set đang mặc cho Nguyễn Thị Kim. 37 cho chị Hương Giang, 37, 36, 38, alo. Má ơi, khúc này bị cà lâm ta. 36, 37, 38, 39. Không có 40 đúng không? 37 cho Huyền Hanna, 38 cho Hồng Nhan Nguyễn, 36 cho Mận Thịnh. Má ơi, đủ tính ra. 38 cho chị Angel Trần Lâm. Má ơi, tính ra mấy bà. Rồi sao khúc này mấy bà sung dữ vậy? Sao cái lúc chốt 6 giờ tối mấy chị không sung vậy? Cái gì chơi vậy, ai chơi với? 38 cho Hồng Nhung. Dung lấy đầm sơ mi lụa về bán, ủng hộ cho em sale cho nó hết mỡ hàng trong kho để em lấy tiền nha. 79 cho Thảo. Set đang mặc là set nha, cái đang mặc là set. 38, 79 mấy cái bà mà chốt hàng 79.000 nó không có đủ đơn là Dung xả hết đơn đấy nha. Tại 79.000 Dung không có sale được. Rồi cái này ghi giùm em nha. Có 79.000 là mấy chị. Trời ơi em lỗ tới gần cả 45.000 một đôi dép á. 45.000 là nó mấy chị. Em màu trắng đứng dậy coi giùm chị còn sao. Màu trắng em còn 39 thôi. Bạn nào chốt màu trắng 39 chơi luôn nè. Màu trắng em còn mỗi 39 thôi. Mày đùa mày, 36 nè. Ba trắng còn một đôi 36, size 38 mừng kè cho Thùy Tranh hả? Rồi màu trắng em còn 38, lộn. Màu trắng, ai lấy trắng thì ghi giùm em, chị Tuyết là 36. Màu trắng em còn một đôi 36 nè. Với lại là còn lại là 39, set đang mặc cho Miyami. Màu nâu á. Rồi ai lấy màu trắng thì ghi giùm em, trắng 36 có đôi cho bà Phương Phương. Rồi đưa chị màu trắng đôi 38 đi, để chị dơ, cầm chứ không tiếc được. Màu trắng em còn 38, hết 36. Còn 38 thôi mấy chị ơi, ai lấy 38 thì quất liền giùm em nha. 38, ghi giùm em là 38 giùm em. Rồi cái này ghi giùm em đang mặc không chị ơi, dài thì chị về chị cắt bớt xíu thôi chứ không ấy. Về cắt xíu bớt thôi. Em còn có 38 thôi mấy thím ơi. Em còn
set này 38 đi mọi người. Má đúng nguyên con set đẹp luôn á. Nè, má ơi, comment giúp em trên like nha. Comment giúp em 38 38 giùm em nha mọi người. Tương tác để em nhìn thấy được cái comment nha. Ủa, đồng hồ có màu đen hả? Đồng hồ em còn một cái màu đen nữa không ai lấy hả? Rồi má ơi, 79.000 màu đen là cái màu đẹp nhất mà con chê nữa đấy, cái xỉu á. Nè, em còn mấy cái tặng cho mấy chị luôn. Rồi chơi tiếp không? Chơi một mã tiếp này mọi người. Có màu đen không chị? Không em yêu ơi, chị hết sạch. Cái này là, trời ơi mọi người, em sale tới một nửa giá so với giá lúc đầu em bán là nó. Rồi son giùm em. Ghi cho em là son giùm em nhá. Son 3 cây em đang đánh. Em bán tặng trên like cho mấy chị luôn là 85.000 set 3 cây. Hàng VIP. Bộ dung mặt chúng còn có bộ thôi. Trắng 38 với ly hồ. À, mấy bà chốt hàng mấy chục nghìn làm ơn đừng có để xả đơn nha. Màu trắng 38 cho Ngọc Dung. Rồi má ơi, mấy bà khôn ghê ha. Bà chơi như thế này ai chơi với? Mấy bà biết sao không? Mấy bà mua hai cái mã 38 nên cho đủ đơn để đi chứ gì. Trời ơi mấy chị khôn quá. Ôi em nghỉ chơi mấy chị đây, em nghỉ hết đơn nha. Xả hết đơn đi mấy đứa, không chơi nữa. Đồng hồ đen cho Kim Ngân. Nâu 36 còn. Ủa heo sinh bé này có nâu rồi mà ta. Heo sinh bé này có nâu rồi mà. Rồi cái này ghi dùm em. Cherry có chưa ta? 38 màu trắng còn không em? Cho Cherry Lê. Đồng hồ dung sale có 79.000 ra. 250 sale còn 79 đó mấy chị. 280 chứ một buổi là 280 lần đó. Mà sale còn có 79.000 nè. Trời ơi 100 cái đồng hồ bay vèo. Bay con luôn rồi. Bay màu luôn rồi. Còn cái gì luôn. Rồi ba cây son này chúng sẽ bán nguyên cả một set cho mọi người là 85.000 son nha mọi người nha. 85.000. Em còn có đúng hai set duy nhất thôi mọi người. Son là cái màu em đang đánh. Kim Ngân có rồi. Cái son này là màu em đang đánh nha mọi người nha. Son này cực mịn luôn. Rồi má ơi đẹp lắm luôn á. Son em sẽ bán tặng. Em lấy đôi màu trắng thôi chị, em xả đơn là chị xả em nguyên đơn luôn á. Chị không có để đâu, hàng kia em không có đổi qua đổi lại, không có dè pha, không có cái vấn đề gì hết. Rồi comment giúp em nha. Comment giúp em là son giùm em. Hường Giang lên địa chỉ giùm em, xét son như Phạm này. Quen hay là không quen cũng không có đổi hàng kia ân nhân hàng. Rồi bánh tráng 5.000 một bịch. Bánh tráng 5.000 một bịch. Mai Yến xét son. Son cho Huyền Na. Đùa là cái này của nhân viên mấy chị ơi. Có lại đồ chớ má ơi. Chơi chơi vui cho mấy chị đầu like chơi chơi vậy đó. Rồi đừng nói bà nào comment bánh tráng 5.000 nha trời. Chơi vậy thâm luôn á. Rồi comment giúp em Thường Giang cho số điện thoại để chị một chồng giúp chị nha. Mà hàng có 79.000 à. Có chốt thêm không để chị chốt nè. Chứ không chốt hàng 79.000 chị không có đi đơn đâu. Rồi em còn hai set son nữa là hết 79.000. Rồi body em còn 4 hộp thôi chị, 2 hộp. Body em còn 4 hộp bán tặng cho mấy chị trên like luôn là hết. Mọc trà là đồng hồ đen. Mọc trà nhớ chốt hàng tri ân 79.000 thì chốt thêm một món nữa nha. Đây em còn set dung mặt chung còn có set. Tương tác dùm em còn có đúng 4 hộp body luôn. Là hết sạch xanh xanh trong nhà luôn. Cái này là hàng móp hộp cho nên em sẽ bán tặng cho mọi người trên like luôn. 280.000 Dung sẽ bán tặng có đúng 4 hộp vứt cho 4 người thôi là hết nha mọi người nhá. Comment tương tác dùm em. Cái này ai có đơn chúng sẽ bỏ vô. Còn ai không có đơn là chúng không đi gói đâu nha mọi người nha. Rồi 99.000 một hộp. Cái này bạn nào lấy thì chốt trên like liền giúp em nha. 99.000 một hộp. Cái này bạn nào chốt ở trên like thì chúng sẽ để giá trên like cho mọi người nha mọi người nha. Nhớ dùm em. Có 99.000 và đúng cho 4 người thôi nha mọi người. Cái kem body này thì em hot 4 ngày nay rồi. Nên mọi người biết giá này là giá tặng cho mọi người luôn rồi. Có 99.000 là mấy má ơi. 280.000 của người ta đó. Cái này cho bạn nào có đơn để gói kèm theo thôi. Chứ hộp shop em hết sạch luôn rồi. Em không còn hộp shop. Nên là hàng này. Cái hộp body dở của chị đó đây. Nên là mọi người Huyền không ra ok em này. Nên là mọi người nhớ giùm em nhá. Chốt ở trên like thôi. Em còn có 3 hộp duy nhất này mọi người. Đây. Nên bạn nào chốt thì chốt ở trên like luôn giùm em. Để nhanh em còn qua đồ xả tặng cho mấy chị nữa này. Má ơi. Chơi đồ tiếp với em không. Đây. Cái body khỏi bàn tới đấy mọi người ơi. Trời ơi má ơi em không có bán đâu mọi người. Không trắng á, bôi không trắng là cứ trả em trả lại tiền cho chị Lê Yến. Em tháo cái đồng hồ đây giùm chị. Nhanh lên để lên đồ nữa nha. Nhanh lên để lên đồ tặng cho mấy chị nữa nè. Đâu hết rồi. Đây. Đó em còn có 2 hộp nữa là hết.
chị trả chiều giờ sale kẻ bắt nước không chịu mua, còn có hai cây à, kẻ bắt nước dù còn hai cây sale 85.000 rồi. Cái này ghi dùm em, trắng không ảo, trắng mịn không trôi thấy không, khách bê đồ kem thấy không. Đây cái set son này em khuyên chân thằng 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 luôn, má ơi con qua thằng luôn rồi, chết bà con rồi, he xinh bé rồi. Em còn hộp, bạn nào comment nhanh thì còn nha mọi người ơi, cái mô điểm hết rồi đó, qua tháng 12 mới có hàng lại cho mọi người. Cái set son này là Dung khuyên chân thành mọi người nên lấy, tại vì em nói thật luôn, màu son nó rất là đỉnh luôn, nó có 3 màu mà nó thơm lắm. Chị Nguyễn Huyền, còn hộp nào không em ơi, cho Lê Trạc Nghĩa má, tao chưa trốn trong inbox luôn đó. Rồi cái này ghi dùm em nha, rồi cái set son này 5-3 màu khác nhau nha. Mai Yến có chưa ta, với set mẫu mặc với kem body cho chị đây. Chị bấm ra hai phiếu đi, một set phiếu đây nha mọi người nhá. Chốt ở trên like thì em mới để giá 85.000. Mai Yến có cho em, Mai Yến có kem body chưa? Mai Yến kem body, kem đồng hồ đen của Kim Ngân dùng qua cho em hai cái đồng hồ đen. Rồi cái này ghi dùm em nhá, set son này mọi người chốt ở trên like với giá là 85.000 hẳn 3 cây cho mấy chị. Và cái này cam kết nếu mà hàng fake mọi người trả lại hàng tiền cho em. Rồi má ơi, kem body em còn có, Nhi đưa cho 10 cái đi hộp đi đi. Má ơi, em chưa chốt trong inbox luôn đó mọi người. Kem body là 280. Em sale trên live cho mọi người còn có 99.000 một hộp. Ai có đơn á thì em mới để cho mọi người là 99 đưa 10 hộp cho chị. Em sale đúng 10 hộp nữa thôi nha, tại vì cái này em đang chốt cho khách ở trong inbox không có đủ đâu mấy chị ơi. Em đúng 10 hộp duy nhất nữa, mọi người thấy tối hôm trước không, quá trời người hỏi kem. Huyền Anna có nha mọi người nhá. Chốt ở trên live dùm em. Thôi để từng này thôi mấy chị, để có 7 hộp nữa là hết luôn nha. 99.000 một hộp body VIP thượng hạng đối với bạn nào. Đối với bạn nào tương tác chia sẻ dùm em. Đợi xíu em sale qua quần jean 70.000 cho mấy chị luôn. Đó. Tui bê rồ khỏi chê. Tại vì mọi người hỏi cái bà Mia Nguyễn xài kem body của em bao nhiêu hộp rồi, là mọi người biết rồi, em không có nói deal luôn á. Cái này là em chỉ sale cho hàng mấy chị á, họ duy nhất ở trên live lấy cái tương tác thôi. Chị lấy mấy hộp vậy chị ơi, 99.000 nha. Cái này ai mà không có đơn á, mọi người phải lấy hai hộp giùm em. Chứ không là lấy được một hộp, tại vì một hộp em không gói hàng được. Thúy Hằng có rồi, có body với set dung mặt rồi. Chị Nina Triệu lấy giùm em hai hộp nha, mới gói hàng được tại vì không có đơn quần áo á. Lấy giùm em hai hộp nha, tại vì cái này em tri ân đã lỗ rồi mọi người. Một hộp em không có gói được, trừ bạn nào mà có đơn rồi thì em sẽ gộp trong đơn đi cho mọi người thôi nha, giúp em đó. Còn có 7 hộp thôi, bạn nào lấy thì ghi giùm em nhá, body giùm em một con 100.000 hộp và quá rẻ luôn á. Nguyễn Huyền có chưa ta, Nguyễn Huyền body có chưa? Lê Yến có rồi mà mấy chị ơi, có rồi. Chị Nina Triệu kem body, chị kem Nina Triệu ghi giùm chị là chữ 2 hộp đi, rồi dùng còn 4 hộp 5 hộp nữa là hết luôn. Nina Triệu ghi giùm chị 2 đi, rồi comment giúp em nha. Phan Hiền lên địa chỉ chị Thúy Lê một hộp này, Thúy Lê một hộp. Phan Hiền lên cho Dung cái địa chỉ. Rồi khách mới đừng có bom kem nha mấy chị, kem em không có bán đâu đó, bom em từ mặt luôn đó mọi người, đừng có bom kem nha. Có 100.000 hộp à mọi người, khách mới chưa mua đơn nào thì mọi người comment giúp em là hai hộp nha, tại một hộp em không gói đơn đi được, trừ khách nào mà có đơn quần áo hoặc đơn này kia thì em sẽ gói nha. À chị Thúy Lê ghé nhà ok chị. Rồi em còn có 4 hộp duy nhất, bà nào lấy thì chốt. Rồi đây em qua quần áo cho mấy chị này, em qua quần áo cho mấy chị nha, đưa quần cho chị đây, đưa quần bán tặng luôn, trời lớn luôn, nay là sale lớn cho mọi người luôn nha. Tương tác giùm em này để thấy được cái comment của mấy chị này. Rồi mã này giùm em chơi lớn luôn, rồi tặng ở trên live luôn quần nha mọi người nhá. Tương tác giùm em để thấy được cái comment nè, cho lên view lại cho em đi mọi người ơi, để em sale đồ nè. Hát khàn cổ luôn rồi đó mọi người thấy không, like cho mọi người không lời được nghìn nào mà khàn hết cả cổ luôn rồi, bánh hết cả cổ luôn đây rồi nè mấy má. Rồi comment giúp em quần cào, em hết quần cào hết sạch luôn rồi đó. Gì trời trời, sao tự nhiên điện bị tắt ta? À cái đó hả, chị tưởng là điện của trời bị tắt. Phan Hiền ơi lấy từ hai hộp dùm em nha, tại vì cái kem body đó Dung sale tri ân nó khách mới á, một hộp Dung không có chốt được nha nàng. Rồi cái quần này, trời ơi, kem body cho chị Mật Thịnh. Thôi má mọi người nhìn này, cái quần này bạn nào comment giùm em còn 1M với 1L thôi, xả lỗ trên like 119.000. Ai? Một. Rồi cái này ghi giùm em nha, comment giúp em 119.000. Rồi má ơi, 3 hộp cho Diễm. Quần lưng cao, đúng rồi, nhà Dung không bán quần lưng ngắn bao giờ hết. Xưa nay Dung bán quần cho mấy
là lưng cao hết. L cho heo sinh bé, L cho ly hồ. Sao đứng ngoài không coi được rồi sao? Em đưa cái quần này lên chị, của quần này còn không vậy? L giùm em nha. M với L cái dùng cầm là M, Thúy Vi là M, Ly Hồ có rồi nha em ơi. M cho Thúy Hằng. Nhớ là tương tác giùm em thì mới được mua giá này mấy chị. Rồi em khàn cổ luôn rồi đó. Cái này là lưng siêu cao, hàng không xịn, mọi người có quyền trả hàng lại và em sẽ hoàn tiền cho mấy chị. Quần nhà Dung là quần hàng loại 1 có set luôn. Kiều đổi chị xíu, tí là chị sẽ set cho. Em mời cho chị Mai Nam. Nhớ là bà nào? Rồi má ơi, bà Thúy Hằng với bà Thúy Vi nãy giờ không chia sẻ cho tôi nè. Hết màu rồi đúng không? Hả? Còn một cái S má ơi, L cho chị. L cho chị Mai Yến, hết màu hả? Còn cái màu chị đến tay á. Là còn cái này nữa hả? Rồi Vũ đi nha màu để em còn L thôi mấy chị ơi. Em còn L, xe tiếp không? Xe tiếp quần jean không? Cho một mã quần jean nữa là thôi nhá, ngưng nha, ngưng nha. Trời ơi, không bán nhà đó trời. Nguyễn Văn Tuấn lên với lại địa chỉ. Rồi cho một mã nữa thôi nha mấy chị nha. Mã nào, con nào. Đây đúng không? Cho một mã này nữa thôi nha mấy chị. Cho mã cuối cùng giùm em. Kem body chị lung ha. Đứng ngoài tức thật, cũng không coi được luôn hả? Cũng có coi được không vậy mấy bà? Rồi má quần đen mà em đi sale nè mấy chị. Quần này là quần đen nhá, form bi trang luôn mà màu đen đó mọi người. Rách gối, rách nhẹ một tí xíu thôi. Rồi quần đen giùm em. Má ơi. Quần 50kg cho Nini L em. Rồi cái này comment giúp em liền nè. Cái này bạn nào comment S là sẽ có S đầu tiên. Tại vì S có đúng một cái một thôi. 119.000 luôn nè. Màu đen là màu em không có bán. Cái này không phải đen đen thui đâu mà nó màu xám á mọi người. Nhìn cái mạc giùm em. Mạc này chưa bao giờ chúng bán giá này hết. Má mệt quá. Má ơi bán không lời mà đúng mệt luôn á. Hả? ML gì cũng được. Chốt rồi. Này mẹ, con bấm ra phiếu rồi mẹ ơi. S cho Thanh Hiền, S cho Đinh Vũ, S cho chị Nina Triều. Xét chị mặc còn có xét là hết rồi mấy chị ơi. Quần này là em xem có 119. Quần này là quần mắc nhất. Cái quần màu này là cái quần em bán nó chạy hàng nhiều nhất luôn đó mọi người. Rồi má ơi mọi người thấy xịn không? Màu đen giùm em. Các em mặc là xét mấy chị ơi. Xét như thế này nè. Các em mặc là xét đó mọi người. Xeo có 119.000 à. Xét đang mặc cho Thúy Yên. Xét đang mặc là xeo lỗ mấy chị. L là từ 58kg đổ xuống mấy chị ơi. Tại vì quần này là quần co giãn đó mấy chị. Mấy chị phải hiểu rằng là cái quần co giãn mặc rất là sướng. Má ơi có 120.000 thôi đó. Mấy chị chỉ cần lấy tương tác cho em để em không tiếc cái gì luôn. Mà không lấy tương tác là em sẽ tiếc mấy chị rất là nhiều luôn. Quần dài không phải quần baggy đâu mấy nàng ơi. Quần này quần dài. L cho heo xinh bé. Không phải quần ngắn đâu mấy chị. Quần dài mà. Em đâu có xem quần baggy đâu. Cái này quần dài hết đó mấy chị. S, M và L giùm em. Đây là lời chị Mai Yến. Ngày mai mà em thấy ai xả quần xả hàng tiên là coi chừng với em ấy nha. Em bo xì luôn. L cho Đặng Đào. Ok chị đeo. Ngọc Vi là L. Đó quần này 119. Mọi người thấy khách tang vô khách. Mọi người nhìn thấy khách đang tang bạn bè vô mua không? Quá trời khách tang bạn bè là mọi người biết là em sale cỡ nào rồi đó. Rồi L cho Minh Dung. Comment giúp em nhá. M với L giùm em. S, M, còn cái nào S không? Cái chị cầm là M, L á. Em còn một cái S, 3 cái L và 2 cái M thôi. Mọi người thấy không? Em sell quần một phát xuống 120.000 khách tăng vô quá trời. Mọi người nhìn thấy không? Mọi người biết kinh cỡ nào. L là 58kg thoải mái luôn dùm em. Xếp son cho Ngọc Vi. L là 58kg em bao cho mấy chị luôn. Tại vì cái quần này mọi người này, đủ co giãn của nó này. Không xịn em không lấy tiền. Tương tác cho em một cái nữa, cho tiếp cho mọi người nhá. Cho tiếp mọi người một mã quần nữa. Thôi cho chị một mã quần ra đây nữa. Thôi chị mã quần này đi đây. Còn quần xanh đây. Còn một mã quần xanh cuối cùng là thôi nhá. Không riêng giá này nữa đâu nha. Dung phản xả hàng không lấy không bán được nào ơi. Mà cái quần này không có xả hàng được đâu. Trời là trời. Rồi má ơi 5 nút này xe như thế nào đi trời. Phải 5 nút không vậy? Má ơi cái quần 5 nút này mà sale nữa là em bán nhà luôn đó mọi người. Thiệt đấy. Muốn lên set một mã quần này nữa. Lên set luôn. Chơi set cho mấy chị luôn. Nay là chơi tới đảo cho mọi người.
mọi người luôn, rồi em ra đường em đứng luôn, làm gì không biết luôn. Đen em mở cho nhỏ lù. Rồi cái quần 5 nút, mọi người biết xưa giờ quần 5 nút không bao giờ chúng sale. Mà cho dù chúng sale rẻ lắm, cái quần 5 nút là 180.000 rồi. Mà bây giờ em sale quần này 130.000, em lỗ hộc máu luôn. Riêng cái quần này em đố mọi người đi đâu lấy xỉ được dưới 180 luôn, về cắt cổ em luôn. 119. Cái này ghi ly hồ là quần gì? 5 nút, mọi người comment giúp em là 5 nút nha. 5 nút thì mới đúng nha mọi người. Ly hồ có quần đen rồi em ơi. Ly hồ có quần đen kia ta. À quần cào hả? Ly hồ là quần đen à. Chị đâu vậy trời? Ly hồ quần đen L. Cái này ghi cho em 5 nút, chị Nina kiểu là xanh, xanh là 5 nút đấy. 5 nút giùm em nha. 5 nút không chia sẻ không bán giá này được. 5 nút xe S cho Thanh Hiền. Chị gửi, mai chị mới gửi nha Huyền, hôm nay không có xe tải vô. Mai chị mới mới gửi được. Chị hết S rồi sao? Chị cầm S. Còn một S dư một S hả? Còn một S cho chị Thương Thương, L cho chị Đào. Nút hết xe S rồi, L 5 nút cho heo xinh bé. Em hết S, em hết S cả S này. Rồi chị cái M đi. Còn ML thôi, hết S rồi. Còn ML khá hơn. Cái quần này em nói thật với mọi người luôn nha, em sẵn váy lên em nói mọi người, cái quần này nó rất là mắc. Cái quần 5 nút này là mắc nhất và em chưa bao giờ em sale cho mấy chị hết. Mọi người nhìn cái form quần này. Đây là 5 nút về các nút dùng hổ con nha. Đây. Cái form này là form không rách luôn mọi người. Cái form này là rất là xịn sò luôn. Mà chúng sale cho mọi người quá rẻ luôn á. Đây. Chốt cho em tôi đi Hương Nguyễn. Quần đen L cho Hương Nguyễn. Dồn với Mie, mai Mie ai có gọi điện cho Mie chốt đơn thì nhớ nhắc dồn đơn Hương Nguyễn vô dùng mà tôi nha bà ơi. Tại bà Hương Nguyễn không có ấy đâu. 5 nút cho Nini, Nimi chứ. 5 nút size 50kg size M. Rồi mọi người nhìn hàng giùm em này. Em nói mọi người cái 5 nút này nó rất là mắc luôn. Mà em không thể nào sell cho mọi người giá này được. Em nói thật luôn đấy, mọi người thấy chưa, giờ chúng bán sell quần trên là rẻ lắm là 150 rồi đó. Chúng không thể sell cái set này cho mọi người trên like như thế này được. Nên mọi người ráng là có nhìn thấy em, có thương em nữa thì mọi người ráng giùm em là ấy nha. Rồi quần Dior giùm em, áo tặng luôn. Em còn đúng mỗi một cái. Thôi là trời, mệt quá. Bây giờ sale cho mấy bà không chịu tương tác là chúng không sale nữa. Hoàng Mít Bom rất là nhiều đơn. Rồi cái này ghi giùm em. Cái quần em còn có hai cái à. Em bán tặng cho mấy chị với con số rất là đẹp luôn. Con số đẹp luôn. 79 ghi giùm em nhá, quần hàng tao bao này. Em còn được mỗi size S thôi, nhưng mà quần này là SM là vừa thoải mái nha mọi người nhá. 55, 56, 57, 58 kg trở xuống là thoải mái. 45 cho tới 58 kg là vừa giùm em. Tại quần này nó có size nhưng mà em nghĩ lưng chung thì nó phi size 79.000. Quần Dior lụa cao cấp. Cái này mọi người mặc rất là đẹp. Em bán tặng mọi người có 79.000. Riêng cái quần này là quần lụa nha, không phải là hàng đuổi. Cho nên mọi người yên tâm rằng là cái quần này nó rất là xịn sò luôn. Xe cho mọi người trên like là 79.000. Quần 5 nút hết S rồi chị Lê Yến ơi. Quần 5 nút em còn M với L không à. Hết S rồi. Chị thông cảm giùm em nha. Rồi cái này ghi cho em là Dior giùm em. Rồi má ơi, bom hàng vô đầy luôn. Lê Hà bom hàng, Elisa bom hàng, Hoàng Mít bom hàng. Đỏ cái Facebook luôn. Ngày hồi tụ hả? Quần đi 5 nút là quần dài, đúng rồi, quần đi 5 nút là quần dài á chị. Em bán quần dài à, em đâu có bán quần ngắn đâu. Em bán quần dài không à mấy chị. Rồi cái này ghi em là quần Dior giùm em. Ghi em là quần Dior nha mọi người nhá. Comment cho em là quần Dior giùm em. Còn muốn xe quần nữa không? Chơi thêm một mẫu quần nữa cho mấy chị này. Còn muốn xe quần nữa thì chấm bài giùm em cái thì em. Bạn nào muốn xe quần nữa thì ghi chữ giùm em là xe quần đi. Em lên cho một mã cuối cùng nữa là thôi nha. Em lên cho một mã cuối cùng nữa lên là thôi nha mọi người nhá, không có lên nữa đâu nha. Lên cho một mã cuối cùng nữa thôi là chấm hết nha mọi người. Không có sale nữa nha. Lên một mã cuối cùng nữa được không? Chị ơi chị. Ở bên đây nè, mua quần hình quạt á. Đâu? Ở bên đây nè. Đây hả? Đây hả? Nó hả? Rồi tiếp một mã cuối cùng này nữa, rồi em qua xét cho mấy chị. Rồi săn quần đi mọi người, đại lễ săn quần mà không săn, em còn từng này thôi. Ôi là trời mệt quá.
Đây em còn một từng này nữa thôi, mà không biết còn size gì thôi. Biết còn size gì để nhìn cái đã nha. Má ơi, quần này đẹp quá. Trời ơi mấy chị ơi, chịu nổi không mấy chị? LV nông ngủ tay này còn nha Kim Huy ơi, má ơi. Em còn SML 1S này. Cái này bán tặng trên like cho mấy chị 119.000 luôn. Em còn 1S 3M luôn. Em coi còn size gì vậy em? 3M 2L. Rồi comment giúp em nha, 119.000 má. Cái màu quần này thì mọi người đừng có chê mọi người. Em nói thật, cái màu quần này là cái màu hiếm nhất luôn á. Cái màu hiếm nhất luôn này, siêu co giãn giùm em, đã không? Rồi ghi cho em là quần rách L giùm em, SML. Em còn có cái S em đang cầm thôi. Không biết cái này là size quần què gì đây nữa nè. Này size gì đây, trời size coi đâu ta. Bán quần 8 năm rồi không biết coi size đâu luôn. Bình thường nó có size đây mà size đâu trời. M cho chị bà Anna Trang Đài Trần. L cho Lý Hồ. Trinh Ngọc lên số điện thoại địa chỉ bà Kiều Anh Phạm là 1L5 nút với một màu đen. Kiều Anh Phạm là lấy L một cái màu đen với một cái 5 nút. Rách L chị Đằng Đào. Trinh Ngọc chốt hàng lên số điện thoại địa chỉ Dung Dung thì mới có hàng được. Còn đồ bổ nha, tí là xả đồ bổ cho. Tương tác đi mọi người, mọi người muốn cái gì Dung xem có đây. Em xem một mẫu quần này nữa thôi nha, không xem nữa đâu. Giờ là em coi với. Cái màu này là màu đẹp nhất. Cái bà là Kiều Anh Phạm là L5 nút với là màu đen 5 nút cũng L luôn. Lấy hai cái L á, đúng không bà? Nè mọi người, siêu co giãn luôn. Trinh Ngọc là một cái quần 119 đang cầm size S. Chết mẹ bà đi, đâu người ta. Rồi cái này ghi giùm em nha. S, M và L giùm em. Form không đẹp em trả tiền. L cho Mai Yến, S này. L cho Mai Yến, L quần lên đây chị vứt xuống cho nó dễ. S, M với L giùm em. Hết S, hết S luôn. Em còn L thôi, hết rồi. Hết S rồi mấy bà ơi. S mặc M được nha. À còn cái này S này. S cho bà Trương Thùy Linh. Trời, có 119.000 thôi mấy chị. Rồi em còn ML hết luôn. Hết. Còn 5 cái ML thôi. M cho Yên Lan. Ủa Yên Lan có chưa ta? Yên Lan có chưa ta? Mai Yến là Yên Lan là M. M cho Yên Lan nè. Rồi. Bà Kiều Anh Phạm có rồi. Có 2 cái đúng chứ bà comment rồi đó. Nay chị chơi lớn ừ. Rồi xong mai chị đi ăn mày luôn. Em thì thích chứ chị thì không thích tí nào. Mọi người chơi như thế này á, mọi người nó được tương tác thôi. Nhưng mà không chơi thì nó lại cũng không có tương tác. Thành thử ra là em móc túi ra em chơi với mấy chị không mà cuối cùng em không được cái gì luôn. Tương tác thì nó chỉ tương tác thôi. Quần đen còn M không chị? Quần đen còn M nha Trang ơi. Á ơi, mọi người thấy không? Em chơi lỗ nai cũng biết luôn á. Tới khi em nghèo không ai biết luôn. Mọi người thấy em tội em không? Mọi người mà không thương em nữa là em nghỉ chơi luôn á. Rồi, tiếp tục nha. Kiếm hàng lên rồi, quần này giùm em. Mọi người tương tác giùm em nha. Mọi người tương tác thì không chỉ ở comment nha. Tương tác giùm em. Rồi xả cái này luôn, chơi lớn luôn nè. Xả cái này cho mấy chị luôn. Đây em còn 2 cái áo khoác green. Red green dung hết. Em còn 2 cái áo khoác green bán tặng luôn nha. 2 cái duy nhất. Giờ xem hàng lẻ đi mấy chị ơi. Cái hàng mà xét toàn là hàng xịn không à. Toàn là hàng lấy vô 180, 190. Mấy chị kêu em sale là em không biết sale luôn. Đúng rồi, toàn làm giàu cho người bên giao hàng em lỗ nặng lắm. Rồi khoác green chuyên lớn cho mấy chị luôn. Đây, em bán tặng cái áo khoác green này. Mấy chị phải biết là hàng nhà em là hàng của Hot Girl đang bán 400 mấy một cái. Em còn đúng 2 cái luôn. Cho nên là tri ân không so sánh giá hôm bữa nha. Rồi khoác đi, em còn 3 cái. Em bắn tặng trên like cho mọi người 159.000. Em không lời 1 đồng bạc nào trong ngày luôn. 159.000. Em còn đúng 2 cái. Riêng cái khoác jean này là khỏi bàn về cái độ xịn của nó nè. Khoác jean dùm em. Má ơi, con nhỏ sắp đi ỉa luôn rồi. Không lần nào mà em sale kiểu này luôn đó mọi người. Cho heo xinh bé Ái Vi lên địa chỉ rồi. Còn một cái duy nhất. Khoác jean này xịn lắm. Cho Lan rồi hết. Thế rồi mấy má ơi, để coi còn cái nào không kiếm nha. Kiếm xong rồi đi chùa ở luôn nha. Kiếm xong rồi đi chùa ở luôn cho mấy chị. Từ từ mấy chị ơi. Em phải đi kiếm hàng mấy chị ạ. Rồi xíu nha. À trời. Mẹ ơi. Trời ơi.
hơi đâu ra vậy? Ôi trời ơi, còn một mã này duy nhất. Ai vô trong kho mà đứt cái móng chân luôn đây nè. Móng chân vừa làm 85.000 móng này. Rồi cái này ghi giùm em. Má ơi, cái này ai giành được thì giành nhá. Có hai cái thôi. Ghi cho em là mã này, ghi cho em là cái gì? Ivy lấy cái gì vậy? Sẽ đang mặc. Hết rồi hả? Thì chết chốt chưa ra đi, mai không nghe máy thì để lại cho bà. Rồi cái này ghi giùm em nha. Má ơi, sét mặc không còn cái gì hết, còn em không à, mấy chị lấy không? Rồi cái này ghi giùm em. Cái áo khoác đi này dùng xà. Áo khoác đi này mắc hơn cái áo khoác lúc nãy. Tại vì mọi người biết sao không? Cái áo khoác riêng này là cái áo khoác mà mỗi thanh lý không, nhưng đã thanh lý cho mọi người. Xe tặng Nhi ơi, cái áo khoác lúc này còn cái nào vô trong kho kiếm gì sát ở trong tường á. Quan trước gì chỉ thấy còn có mấy cái. Khoác này cũng sale bằng giá luôn. Có thể là áo khoác này cũng lấy mắc hơn áo khoác kia là tới 40 mấy nghìn lần. Nhưng mà em sale 169 luôn. Mọi người đừng có đi so sánh với hôm bữa dùm em. Tại vì hôm bữa dùm không có sale giá này bao giờ hết. Giá này dùm sale dưới giá vốn của dùm là 60 mấy nghìn lần. Ê mọi người, cái này không phải form laptop, cái này là form thường. Ghi cho em là khoác NI 159.000 luôn. Mọi người chốt ở trên like đặt ơn dùm em nhá. Riêng cái mẫu này là em không có hàng luôn đó mọi người. Hết sạch hàng, sạch xanh xanh luôn. Nên mọi người chốt ở trên like, chúng sẽ bán tặng cho mọi người với giá là 169.000 luôn nha mọi người nhá. Ở 159.000 luôn. Rồi ai lấy thì ghi dùm em. Cái này xịn lắm, Đoàn Ngọc cho số điện thoại để chỉ cho em này. Xịn sò không? Nên mọi người mua cái áo khoác này riêng trên like này thì mới được giá là 159.000 nha mọi người nhá. Ai lấy thì ghi dùm em. NI này nó rất là mắc. NI này nó mắc lắm. Tại vì mọi người biết sao không? Cái này là nó theo từ trong ra ngoài hết, chứ nó không phải là hàng rẻ nha. Set mặc dù không còn màu gì luôn, hết sạch luôn, không còn một set nào luôn. Đưa chị cái set ba lỗ đó đi. Đưa set ba lỗ đen lên cái tay chị. Em hết rồi. Hết hàng rồi mọi người ơi, tại còn có cái hai cái dùng sale luôn. Khoác NI kia chị hết sạch rồi, set này luôn. Đưa chị cái màu hồng đi. Set này dùng xả luôn. Hết. NI cho heo sinh bé rồi còn áo nha. Đây riêng cái set này. Mọi người đợi xíu đi, chúng thay cho để trả cho khách cái mẫu này đã. Mọi người tương tác lại đi, em xả cho em. Bây giờ bắt đầu mới lên set xả này mọi người ơi. Nãy giờ em chưa lên set luôn. Giờ em mới xả set nè. Mọi người ráng tương tác để chúng thấy được cái comment đi. Chúng lên set cho mọi người coi. Má ơi, em sale rẻ cho mọi người đó. Chứ không có giá đó đâu mọi người. Giá đó mọi người đi lấy xì một vạn áo còn không có giá đó đó. Rồi set Dung đang mặc luôn. Mọi người ai comment nhanh cái set Dung đang mặc thì có nha. Dung có 3 màu và 3 set duy nhất. Quần lấy quần jean đen size M cho Trang Đài Trần. Khoác jean cho Lan. Đây mọi người. Đây. Cái này là hàng tới 170.000 một set lận. Em có 3 set nên em bán tặng cho mọi người luôn. Em có 3 set duy nhất kia em sẽ bán tặng mọi người trên like luôn. Duy nhất ở trên like luôn. Á ơi, cái set này em còn đúng một màu một set thôi. Xả tặng cho mọi người luôn ấy. Nè. Em còn màu đen, màu nu với lại màu hồng. Có 3 set. Em sẽ tặng mọi người trên like nhá. Không có so sánh giá giùm em. 95.000. Còn có 3 set là mọi người ơi. Màu đen, màu màu nu với lại là màu hồng em đang mặc. Có 3 set là mọi người nhìn thấy quần đỉnh không? Mọi người nhìn cái đai quần này. Rồi comment giúp em nhá, nhìn cái đai quần này mọi người, đỉnh không? Rồi comment giúp em là màu nhá. Cái này em còn đúng có 3 set duy nhất cho em xả 95 luôn. Áo là áo rút nha. Chất rất là đẹp và cái đai quần là cực kỳ bự luôn. Rồi comment giúp em nhá, 95.000. Comment giúp em là set nha mọi người nhá. Đó, xịn sò không? Cái này là mọi người mua được cái quần á, về phối với cái gì cũng rất là đẹp luôn, cực kỳ xịn sò đó. Nè. Thấy không mọi người? Cái quần này là cái đai rất là bự luôn. Bạn nào lấy cái quần này, set này thì mọi người chốt liền giùm em. Ai mệt quá, nói nổ luôn đó mọi người. 95.000 ghi cho em set. Ủa sao lên set này không chịu chốt? Chứ mọi người muốn xem cái gì thì nói này. Quá trời đồ mà. Lên set không có chịu chốt là em không biết lên cái gì đâu. Không có chịu được đâu nha. Đó thấy không? Yêu cầu set sale quần là bình thường. Mua em cái mã này trong còn không? Qua set cái là đâu có ai mua đâu mọi người thấy không? Bởi vì em không có like theo yêu cầu nha. Rồi em xem một mã quần cuối cùng nữa cho mấy chị. Là hết quần luôn á. Em xem một mã quần. Quần da nhưng còn có cái à. Quần da là hôm bữa là như 165 hả em? Thôi em ơi, chị không bán, chị không like set nữa. Set còn hàng 100, 200 mấy, 250, 280 không? Đi sale đâu, sale rẻ được em. Đó. Quần da này em còn có 2
mọi người biết sao không? Em lấy toàn hàng 200 mấy rồi lên 260, 270. Sale rẻ cho mấy chị cũng là sale 200 rồi. Không thể nào mà sale kiểu đó cho mấy chị được. Cái bà Kim Ngọc này đừng có mua hàng nhà Dung nữa nha. Né giùm em luôn đi. Kim Ngọc là né luôn hổ Dung cái. Mua cho một mớ đồ rồi kêu cọc 8 năm không chịu cọc. Rồi ghi giùm em quần da không có sai. Quần da này Dung sẽ xả tặng mọi người trên like là 139.000. 140.000 quần da này là xưa giờ em chưa bao giờ sale hết á. Riêng cái quần da này là Dung chưa bao giờ Dung sale hết. Mọi người mà mua cái quần da này Dung suốt 5-6 tháng nay là mọi người biết không bao giờ sale quần da luôn. Tại quần da này em bán sát giá sỉ em lời có đúng 15.000 cho nên em không có sale. Bây giờ sale mọi người 140.000 thôi. Em còn có cái thì em còn có 3 cái thôi cho em nên sale cho mọi người 139.000 luôn. Heo xinh bé này. Đồng hồ chỉ còn màu đen thôi là hết. Rồi quần này dùm em bán tặng cho mọi người trên like nha. Mua hàng mà bom cho người ta một lần hả 600-700.000 gọi điện 80 lần. Nghe máy nhưng không bao giờ cọc. Xét đen rút cho tiên tiên. Những người đó là phải chửi cho nặng ở trên live á mọi người. Chứ không có nhân từ được. Rồi quần dùm em size gì em? SML. Cái này ghi cho em là mã tri ân kèm size dùm em. Hết rồi đó, hết quần rồi đó. Má màu là đẹp kinh khủng luôn đó mọi người. SM và L dùm em 130.000 ghi dùm em nhá. Em còn có em còn cái quần này em về vừa mới được 2 tuần trước em chưa bán luôn đó mọi người. Em bán là 190.000 em chưa bán luôn á. Sale cho mọi người nhá. Đồng hồ đen cho Thùy Trang. Cái này mọi người ghi cho em là mã tri ân nha. Quần này chưa? Quần này Dung đã sale bao giờ đâu. Quần này em mới bán có 1 lần nè. Tri ân L cho Lan Nguyễn, S cho Thảo Vân. Rồi hết S. Hết S nhá, còn ML quần em Dung đã bán cho mọi người mà tri ân cho mọi người luôn á. Lỗ rất là lỗ luôn. Bởi vì em hết mẫu quần rồi mọi người. Cho nên em đưa ra cái mã này tri ân cho mấy chị hết quần rồi đó. Mai mốt đừng hỏi quần riêng nữa nha mọi người nha. Hết sạch quần rồi đó mọi người, đẹp không? Má cái màu này. Rồi comment giúp em nha. Rách khác chứ, nãy giờ không có mẫu nào cùng nhau hết á. L cho chị Đào, nãy giờ không có mẫu nào cùng nhau hết đó bé ơi. Đó đó. Ừ. Đó
mày khùng mà em đưa chị cái mẫu này em nói sao vậy? Chip đâu mấy chị có lấy thì vài hôm nữa có được không? Tại vì em về cho xỉ có 500 set cho bà xỉ kia là không còn hàng luôn. Nếu mà lấy thì em bấm đơn chứ, chứ không có, còn không thì đợi hôm sau đi mấy chị. Rồi cái này ghi cho em là set chip 5 cái 150. 5 cái 150 dùm em, ghi cho em là 5 cái set 5 cái 150. Cái này là set chip siêu cấp. Tại vì mọi người biết sao không? Có set là mấy chị ơi. Em về cho xỉ chứ không đâu có like đâu. Hôm bữa cũng về cho xỉ đó, set 150 cho Ly Hồ. Tại vì hôm bữa về cho xỉ á mà không có. Thế tụi mấy má có xét là cái này của thằng Bom mấy má ơi. Kim Huy có nè. Kim Huy có rồi em ơi. Kim Huy có. Kim Huy có. Huy Kim có. Huy Kim có là Kim Huy có. Kim Huy có rồi. Áo này xả cho mọi người trên like luôn. Áo giùm em. Ghi cho em là áo. Comment giùm em là áo nha. Gì bà nào đập đá tên Facebook đập đá kia vậy. Rồi cái này ghi cho em là áo. Má ơi áo này là mọi người chốt lẹ nha. Áo này em còn đúng 3 cái. Một cái màu đen với 3 cái màu trắng là hết sạch luôn. Một cái màu đen với 3 cái màu trắng. Riêng cái áo này là em không có hàng để bán luôn nè mọi người. Đây. Cái áo này là hàng rất rất là xịn nha mọi người nha. Đây. Áo này dùm em. Cái này mọi người mặc thành form giấu quần dùm em nha mọi người. Má form của này đẹp. Em quần xốp em còn cái nữa mấy chị. Ai luôn em tặng cho giá 99.000 quần xốp á. Đây em mặc cho mọi người coi quần xốp nha. Cái gì sẽ nào trăm rưỡi. Đó. Đây cái quần xốp này em còn có cái này mọi người. Em bán tặng cho mọi người á. Nè. Đây nha mọi người. Quần xốp này em còn có cái. Áo này em xả lũ cho mọi người. Còn có 100. Áo này chị nãy chị xem bao nhiêu 140 hả. Áo này này em xem có 140.000 rồi mấy chị. Áo thủy lấy màu gì comment giúp chị. Áo này là hàng Tao Bao nha mọi người nhá, không phải hàng Quảng Châu đâu. Hàng Tao Bao rất là xịn luôn. Áo này xịn lắm. Áo này không nè, mọi người nhìn thấy cái mạc không? Mạc Tao Bao nhá. Áo này là tới 195.000 lận. Màu đen với lại là màu trắng giùm em. Còn quần em đang mặc em xả còn có 100.000 nè. Quần này là 160 mà sale còn 100. Quần xốp hàng loại bột đó mọi người. Áo đón trắng cho Thu Thủy. Áo em có hai màu là màu trắng với lại là màu đen. Bạn nào lấy màu nào thì mọi người comment giúp em màu đó. Tại vì cái áo này em sale xuống còn có 140.000 thôi. Rất rất là rẻ luôn. Hả? Em còn một cái màu đen với màu trắng. Cái áo này rất là xịn nha mọi người nhá. Mọi người nhìn cái chất giùm em này. Áo không xịn em đền tiền cho mà. Đây. Cái này là hàng chuẩn, hàng Tao Bao luôn. Hả? Còn quần em mặc á là quần này em sẽ sale cho mọi người còn có 100.000 thôi. Quần này là giống như quần ta áo nó đen chị Lan, cái này hàng Tao Bao rồi đó chị. Cái này hàng này xịn lắm luôn á. Áo này xịn rất là xịn luôn. Vàng 119. Em mà mọi người, em cho mọi người coi cái nón của nó này, xịn lắm. Cái này hàng rất là xịn luôn, cực kỳ xịn luôn á. Màu đen với màu trắng. Cái này mọi người mặc lên nhìn nó cưng lắm, mọi người mặc cái quần ngố cũng đẹp, hoặc là mọi người mặc cái quần legging dài cũng rất là cưng luôn. Đó, có 119.000 à. Quá rẻ luôn. Có 140.000 à. Rẻ lắm luôn đó mọi người. Rồi ai lấy quần dung mặc thì ghi dùm em là quần dung mặc. Quần dung mặc dùm em. Quần dung mặc dung sale còn có 100.000 thôi. Quần dung mặc là hàng xịt nha mọi người. Dung sale còn có 100. Túi này mặc lộn trước ra sau mất bà rồi. Quần này sale còn có 100 nhá. Ai lấy quần thì ghi dùm em là quần. Quần sale mọi người còn 100 thôi. Ai lấy quần thì ghi dùm em là quần. Ê đưa chị xếp nút kia đi. Khá ơi. Set này ai giành được thì mọi người phải giành gấp giùm em, đưa lên chị cả set luôn. Đây này mọi người, má ơi nguyên cả set luôn. Cái này mọi người có thể đi so sánh giá ở hàng Tao Bao luôn giùm em nè, xịn không? Má ơi, được cái áo khoác, rồi má ơi nhìn cái áo khoác giùm em nhá. Tính ra luôn nha mọi người nhá. Tính ra luôn là cái set này mà nếu mà tính ra áo không á, là áo là có 100.000 thôi. Mà áo này là áo len mà hàng rất là xịn luôn. Đây kèm với chân váy nữa. Má ơi nguyên cả set này trong sale còn có 180.000 thôi này. Cái này là chân váy rút nha mọi người. Nguyên cả set này trong xả tặng nhưng mọi người trên like còn 180.000. Set này hôm bữa có lần trong xả rẻ nhất là 220 á. Tại vì chân váy rút mọi người thấy bình thường trong bán rẻ lắm là 140 rồi 120 rồi. Đó. Rồi cái này ghi cho em là set giùm em. Má cái áo khoác đẹp không? Nguyên cả set luôn có 180.000 thôi. Đỉnh không mọi người? Cái này nó cực kỳ hot luôn. Cái này là chân váy rút.
kèm với lại là cái áo khoác luôn này mọi người, thấy xịn không? Cực kỳ xịn luôn, ghi cho em là set nu giùm em nhá, 180.000. Comment giúp em là set nu 180, đỉnh không mọi người? Cái này cái đai chân váy cũng rất là xịn, chút giùm em nha. Nó mệt quá, nhưng nó bị tức ngực luôn đó mọi người. Comment giúp em là set giùm em, bạn nào lấy thì ghi giùm em nhá. Comment giúp em là set, mã set giùm em. Ê đưa chị cái set sơ mi đi. Chắc còn ai muốn like không em mọc em set cho mình đi. Em còn một set sơ mi duy nhất chấm bài đi, sao tự dưng bị sửng nãy giờ vậy? 5 phút luôn. Có còn làm một mã cuối nữa không để nhân viên về luôn này mấy chị? Cái áo có nón nha Dung chị, cái áo có nón chị lấy màu gì á? Set trắng xong chị hết rồi. Chị lấy cái áo có nón màu gì á chị? Màu đen hay màu gì? À đồ bộ hả? Thế này còn mấy cái bộ đồ bộ lúc này đưa ra chị xả tặng luôn. Đây 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 có đồ bộ, xem một mã đồ bộ nữa là ọp luôn nha. Áo xốp hồng cộng đen cho Ly Hồ. Áo xốp á, trắng cho chị, cái áo có nón 140 á. Cái set đồ ngủ lúc nãy chị sale đầu like á, màu cam, màu xanh với màu ấy á. Chị Phương Bùi là cái áo trắng 140 nha. Còn bà kia là áo xốp. Đây nè mọi người, set sơ mi sale 99.000 hết rồi. Có áo thun phong động. Ê, em còn một cái áo chó. Em đưa con chó con mèo ra đây cho chị. Nè em còn một set ngố sơ mi nữa là em hết luôn. Có 100.000 à. Ngố sơ mi. Ok Kenya nha, tí nữa ai, nếu ai xả thì cũng để cho. Nè mọi người, em còn có set duy nhất à. Sơ mi lụa kèm với quần ngố. Cái này bán tặng mọi người còn có 100.000 thôi, em hết sạch luôn á. Ghi giùm em nha. Áo dung mặc có màu vàng. Áo dung mặc là nguyên cả set nàng ơi, không phải là ấy nha. Cái gì vậy? À, áo. Rồi áo dùm em còn một cái nè. Đưa cho chị mở cho. Đây mọi người, áo siêu cấp ngố sơ mi cho Thanh Thủy này mọi người nhìn này. Em còn có cái, em còn có hai cái, đưa chị ba cái luôn đi. Giống nhau đi. Còn mấy cái đưa chị luôn. Em còn có tất cả tổng từng này luôn, 195, còn có 5 cái màu trắng thôi. Bạn nào mua trong cái like cuối cùng ngày hôm nay là em sẽ xả tặng mọi người với giá 99.000. Hàng này là hàng siêu cấp tao bao loại một giùm em, không phải hàng giá rẻ. Ghi cho em là áo trắng chó 99.000 hết rồi đó nè. Cái áo này là 195.000 mà chưa bao giờ Dung mang ra để sale hết, chưa bao giờ Dung mang ra để sale luôn đó mọi người. Mọi người cũng biết là cái giá của cái áo này rồi. Áo trắng 99.000 em còn có 5 cái duy nhất thôi. Bạn nào chốt thì chốt ở trên like nhá. Có 100.000 bạc à. Mặc được hàng siêu cấp rất là xịn sò như thế này luôn, theo xinh bé này. Có 100.000 thôi mấy chị, đừng có so sánh với hàng 70-80.000 nha. Hàng này rất là xịn. Ngọc tươi trắng chó, cái này hàng xịn lắm. Lan này, xét chung mặt không có vàng, xét chung mặt còn một nu với một hồng thôi. Rồi em còn ba cái nữa là hết. Ủa chết bà, mấy phiếu nhỉ? Đủ chưa? Quần rách 55kg. Cái gì? Quần rách 55kg. Gì mà má. Rồi tri ân 55kg áo trắng, rồi em không biết mẫu nào luôn. Rách 55kg là mã nào vậy? Trời má ơi, không nhớ luôn đó bà. Không nhớ luôn á. Thu Thủy lên cho Dung cái địa chỉ đi nàng ơi. Địa chỉ nó mấy má ơi. Cho con số này địa chỉ lẹ đi. Sắp nghỉ rồi, nghỉ tới hết rồi nè. Lẹ đi để lên một mã xét ngủ nữa là ọp nè. Lên địa chỉ, lên địa chỉ. Chia sẻ cho thầy đi mấy em ơi. Áo chó cho Diệm. Thu Thủy áo trắng chó có 100.000 rồi mấy má ơi. Khổ con quá thiệt ấy. 100.000 là áo trắng rồi, hết luôn. Hết. Áo chó đen đâu rồi mấy đứa? Cho chị xin cái áo chó đen đi. Rồi set ngủ đợi xíu đi, có 3-4 set à. Áo chó đen lúc nãy đưa cho chị. Áo chó đen em còn 2 cái duy nhất. Đưa chị luôn đây. À đâu, 5 cái. Đưa cho chị luôn. Em còn có 5 cái áo chó màu đen nhá. Cái này thì khỏi bàn đi mấy chị. Em nói riêng cái áo chó này em bán rẻ nhất là 195.000. Rồi chó đen giùm em. Chó đen em còn một cái duy nhất, à 5 cái duy nhất, chó đen. Chó đen đi heo xinh bé, xe 99.000 luôn, bằng giá luôn. Lan, rồi còn 2 cái. Có nha Anna ơi, có. Đây, màu đen, con này thì không mặc quần ở chuồng, mặc slip. Nè, đó mọi người. Em còn có 3 cái màu đen thôi, rồi hết luôn nha. 3 cái đen, hết rồi mấy chị ơi. Còn 3 cái đen ai lấy thì chốt lẻ luôn. Con này không mặc quần, con này ở chuồng. 99.000 nàng ơi, sale đồng giá, áo siêu cấp mà sale đồng giá 99.000 luôn nè. Em còn chó đen nha. Chị Thủy
100 không đủ, đủ tiền làm nail luôn nè, thấy thấy không Thủy? Đó, áo chó cho Thu Thủy, Thanh Thủy, Thu Thủy rồi con cái. Đó, mới làm hôm trước nay bóc móc bọc rồi móc thùng cắt xong rồi móc tè le hột me gãy hết bán rồi. Thế chán không? Buồn không? Anna Nguyễn có em còn cái mấy chị ơi, gieo bán nè, còn có cái cuối cùng mà. Khổ lắm. Em khổ lắm mấy chị. Nghèo lắm luôn á. Buồn. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Làm bộ móng lung linh về chưa được 30 phút. Móc thùng cắt tông rất bán. Đấy rồi. Đời em khổ lắm. Lung linh cho đã cưới gì bà nội. Bởi vậy buồn lắm. Coi chừng mai đi giao đồ lên làm bộ khác á, công đít lên làm cái bộ em ấy nha. Rồi cái này ghi giùm em nha. Comment giúp em nha. Mai xuống bộ kia làm xong rồi. Ui chắc mai thay quá. Nó rớt bà hết rồi. Rồi cái này ghi giùm em nha mọi người ơi. Cái này ghi giùm em làm. Cái gì còn què gì ta? Cái gì? Gọi là gì? À đồ bộ. Rồi xả 99.000 em còn có đúng 2 xanh 3 cam là hết. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Đồ đồ đi ra ma mà cái này là hàng xịn cho mấy chị. Em xem mọi người còn có 100 thôi. Đó, đó cái này cánh chơi nè. Cái này cả cánh chim luôn. Chứ không phải cánh chơi đâu mấy chị. Rất là xịn luôn. Em nhận đồ rồi chế đồ đẹp vải hả? Rồi cảm ơn em. Rồi cái này ghi giùm em nha. Cái này là hôm trước Dung vừa share cho mọi người là 145 ấy mà giờ Dung xả tặng cho mọi người còn có 100.000 luôn. Cái này là hàng xịn nha mọi người. Cái này là lụa mango mà lụa đang hot á nè. Cái hàng này là hàng của Sốt Quen, rất là xịn sò luôn. Đó, bạn nào lấy thì ghi giùm em, đồ bộ kèm màu giúp em. Cái này em hết rồi mấy chị ơi, còn có 2-3 bộ em sale đó. Màu xanh thì chị Nina Triệu. Cam cho Ven. Rồi, em còn cái này là không bao giờ nhanh nha mấy chị. Cam cho Anna không bao giờ nhanh. Cam cho heo xinh bé. Không bao giờ nhanh, cam kết cho mọi người giặt mà nhanh là đập cho mặt em. Hoặc là quàng lên cổ em luôn cũng được. Xanh cho chị Đào. Tại vì cái này là lụa mango nó rất là xịn. Hết xanh. Rồi em còn cam, một cam nữa là hết. Tại vì hàng này xịn lắm. Có sơ mi không Dung có. Đây. Nhanh lên cho nhân viên nó về mấy chị ơi. Nhà nó toàn đường, nó toàn là hấp diêm không à. Chắc chết đó mọi người. Sơ mi em còn có. Ôi chết bà, nãy sơ mi xem bao nhiêu đứa nào nhớ không. Sơ mi này em có màu cam, lấy luôn giùm em mấy chị ơi. Thiệt không lẽ mấy chị để em bộ màu cam, trong khi em để đủ màu rồi. Trời ơi mọi người, em còn có đúng một bộ màu cam, không lẽ không ai thương em trời. Còn có bộ màu cam nè, lấy luôn giùm em đi mấy chị. Cái này giặt nó không bị nhăn đâu, lụa mango nó giặt nó không bị nhăn mấy chị. Cam kết luôn, giặt mà nhăn em đền tiền cho. Tại lụa mango là em bán rẻ lắm là 190 đấy. Nhưng mà giờ em sale cho mọi người luôn. Sơ mi, nhìn cái vải sơ mi giùm em này. Sơ mi Dung không bán hàng rẻ đâu mấy chị. Sơ mi của nhà Dung là hàng mắc nha. Em chỉ không biết LV đâu của em nó nằm ở chỗ nào luôn đấy em. Đây, mọi người nhìn cái sơ mi giùm em. Em không bán sơ mi rẻ nha mọi người nha. Em không bán sơ mi rẻ. Cái này em còn đúng một cái sơ mi duy nhất. À, hai cái sơ mi trắng duy nhất với lại một cái xanh thôi. Ít bà xanh đâu rồi. Em còn một cái trắng với hai cái xanh thôi. À, một cái, hai cái trắng với một cái xanh thôi. Cho nên em sẽ sale mọi người 99.000 luôn. Đây, màu xanh này. Em hết hàng rồi mọi người ơi. Cái này là 190.000 lận á. Sơ mi này là sơ mi form rộng, dạng dấu quần đó mọi người. Form rất là cưng luôn. Đó, mọi người thấy không? Cái sơ mi mà em hay mặc, cái quần ngúa mọi người hay hỏi em đó. Xịn không? Cực kỳ xịn luôn. Ghi cho em là sơ mi nha. Em còn một cái xanh chuối duy nhất thôi ha. Ngày mai em nghĩ em không like được luôn đó mọi người. Em khàn cổ luôn rồi đó. Thiệt. Thiệt đó mọi người. Cổ em không nói được luôn. Cái khúc mà hô, khúc đồng hồ nhiều quá giờ không nói được luôn ấy. Trắng heo xinh bé, không nói được luôn đó mọi người. Kinh khủng thật. Mai không có sức mà like cho mọi người. Rồi còn một trắng một xanh, trắng cho Thu Thủy. Còn một xanh đó mấy chị. Với một cái trắng này là hết. Em nói ngủ, chết rồi. Trầm cảm luôn đó. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Còn một trắng một xanh. Rồi ọp cho mọi người, cho nhân viên nó về chứ tội nghiệp nó quá. Xanh luôn cho hai xinh bé rồi còn một trắng. Ai lấy luôn giùm em nha mấy chị. Ôi, mai xả tiếp đó nha. Mai mà lực trưa mai không lên lấy hàng tri ân nữa là chết luôn á. Mai em gom hết đồ ra tri ân cho mấy chị luôn nè. Xanh hết rồi. Không còn cái xanh nào đâu Thủy. Xe còn cái trắng là lấy dùng luôn đi. Hết rồi.
Màu trắng dễ mặc mà mấy chị. Em vừa vô luôn. Mai đi à, Đăng ơi, mai Dung còn like mà. Mai nha, mai nha, mai nha. Sơ mi Dung sale có 99.000 à. Em còn có cái trắng lấy luôn giùm em đi cho nó qua khúc cua đi. Đồng hồ Dung còn mỗi cái màu đen duy nhất 79.000 rồi má. Đồng hồ 79.000 là mấy chị. Đồng hồ vô like bánh chim bánh cá tè le hết gì nhỉ. Đợi mai dồn thêm được chứ. Mai Dung còn like buổi trưa nhưng mà mọi người cầu mong cho Mai Dung đừng tắt tiếng. Mai Dung tắt tiếng là Dung không có like được. Tại vì mọi người biết sao không, em bây giờ cái cổ em nó bị khàn lắm luôn đó mọi người. Nhá, chưa mai nha mọi người, bye bye. Hello Kitty. Trời có cái set đẹp lắm luôn á hay. Có cái set caro đẹp ơi là đẹp luôn. Đẹp lắm luôn á, thề. Đâu đó, cái set caro mà áo ấy còn caro màu hồng á, bao cưng luôn. Áo nào ở đâu thì biết, đây đây. Đó. À, bao cưng luôn. Hàng mắc lắm luôn đó mọi người. Đây em không nói nhiều đây. Ở đây được hai xám với hai đen tặng.
tí nữa mấy chị mua tiếp thì mấy chị comment cho em là dồn đơn nha, nhớ giùm em đó, không là không có ghi tay được đâu, tới giờ phải ghi tay không mà mấy bà ơi. Rồi set 39k không đổi màu nhé, tại vì có hai xám hai đen thôi, em tặng mọi người 39k luôn ha mọi người ha, ghi cho em là set 39k má ơi, hàng 145 bây giờ tặng mấy chị 39.000 luôn, nhớ giùm em nha, mã nào là đều phải có số điện thoại mã đó. Set 39k giùm em coi được bao nhiêu lượt xe đã mấy bé ơi. Mọi người ơi, phần mềm bị lỗi, tất cả bill đều phải ghi số điện thoại. Ôi trời ơi, sao mà trùng hợp vậy? Lúc trưa lên cũng 70, giờ cũng lên 70 luôn. Ủa là trời ơi, không thể nào, sao lại như vậy nhở? Biết vậy lúc kia em đánh con 70 đi. Nhiều khi em đổi đời á. Rồi ghi cho em là 39k, rồi mấy bé ghi 39k, đọc luôn mấy bé, giờ phải đọc to nha. Chị không đọc đâu đó. Đọc to cho, đọc to luôn, đọc to. Nhớ giùm em nha, phải có đầy đủ số điện thoại, không cần địa chỉ, ghi mỗi số điện thoại là được. Đó cá rô là set giả cao cấp á, còn 2 set đó. Rồi 39k cho 4 người thôi. 39 cho Thu Thủy. Rồi Thu Thủy 39k. Ghi tay nha mấy chị ơi, ghi tay nha. Thu Thủy có set 39, Thu Thủy chia sẻ cho Dung chưa? 39 cho Nguyễn Thị Uyên Phương. Nguyễn Thị Uyên Phương 39. 39 Ly Trương. Rồi Ly Trương. Còn một khác cho Diễm Nguyễn. Rồi Diễm Nguyễn 39. Yên tâm, tối hôm nay là xả rẻ lắm luôn đó mấy bà, đã ai chia sẻ bài cho tôi vợ. Chồng em đã ghim chứ không biết nữa. Em còn một áo chị khen. Em còn một áo chị khanh duy nhất, em tặng cho mọi người luôn. Nhớ là xe nha mấy bà nha, không xe là không có ấy đâu nha. Cái này là set giả mà còn có 2 set à, 215.000. Set này giả này là hàng loại 1 giùm em nha. Giả này em còn đúng 2 set 2 màu. Lúc trước còn 4 set mà khách cho người ta chốt inbox hết mất tiêu rồi mấy chị ơi. Đây, xe đá trắng quần quan rô hồng còn không chỉ còn em ơi. Rồi cái này ghi cho em là giả, 215.000, hàng siêu cấp cho mọi người nè. Mọi người nhìn cái hàng lót ở trong rồi mọi người biết rồi. Rồi giả 25 đó, ai lấy thì ghi giùm em là giả 25. Xét giả nha. Xét này chúng còn có 2 xét à. Xét này nhân viên em nó lấy hết bá rồi mọi người ơi. Đẹp lắm. Xét này lúc rơi chúng để cho mọi người có 185 à. Hàng cao cấp nha. Đó. Xét này thì chúng còn có được 3 xét thôi. Nhân viên em nó lấy hết rồi mấy chị. Siêu cưng luôn. Ghi cho em là xét caro hàng loại 1. Ghi cho em là caro nhá, còn nhiều set lắm, đợi xíu đem xả cho 3949.000 cho mấy chị lựa. Hôm nay là xả tương tác đó, cái này mọi người ghi cho em là set caro 185. Caro 185 xe đi mấy chị, xe mạnh thì mới tặng được nhiều set 39 nha. Xe có 70 lượt xe là em không chấp nhận rồi đó. Tại lượt xe quá ít luôn mấy bà ơi. Thôi lượt xe quá ít luôn á. Rồi ghi cho em nhá, đỏ cho Hà Vi set giả, còn không em? Giả đỏ còn không? Hà Vi một set kìa, thấy chưa? Hà Vi. Thấy chưa? Set caro cho Lê Thị Hảo. Không, set caro là set này này, set caro là set đang mặc. Caro là 185 không phải 85.000 đâu nha mấy chị nha, 185 comment lại giá tiền giùm em. Phạm Thị Phương alo. Đâu ta, xét caro Lê Thị Hảo kìa, thấy không? Em đang ghi của ai vậy? Lê Thị Hảo là xét caro 185. 185 mấy chị ơi, không phải 85. Em đâu có đọc 85 bao giờ đâu. 185.000. 185 xét caro, còn 2 xét thôi. Ai comment lại thì comment nhanh nhá. Còn 2 xét à. Caro hàng Quảng Châu loại 1. Rồi mấy bà đừng comment 85 nó không có ghi đâu. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Xét giả không có sai em ơi, xét giả không có sai. Ai lấy caro 185 rồi, xét này mà 85 mấy chị chưa mua được nửa ống quần luôn á. Cái này là hàng của tao bao lận mấy chị nè. Thấy cái áo xịn sò không? Đó, 185 nha. Ai lấy thì ghi giùm em, 185 caro còn 2 xét à. Bạn nào lấy thì chốt. Rồi áo chị Khanh này. Xét này á là nó không có sai cho mấy chị, dưới 55-56kg mang vừa hàng loại 1 nha mọi người nhá. Xét giả tại đằng sau là bo chun, cho nên là nó không có sai, giả đỏ với lại là giả xanh. Em còn đúng một đỏ với hai xanh nữa là hết. Đó, bà nào lấy giả thì ghi giùm em là xét giả, hàng cao cấp nha. Lúc trôi dung mặc
rồi cho nên Dung không có mặc nữa mấy chị. Còn mẫu Dung mặc quần thì còn có hai cái, quần này Dung để mọi người còn có 75 nghìn. Đưa đây. Quần hay áo sọc, cái này là quần nhưng mà nó hết mất áo rồi em ơi. Quần Dung còn một xám với một đen thôi mấy chị, hết mất tiêu rồi. Đây, quần này là hàng cao cấp nha, mọi người nhìn hàng giùm em này. Quần này chỉ có 75 nghìn thôi. Áo, áo gì cái màu đi, chỉ là áo ngoài cùng á. Áo còn với cái xả luôn. Đây này mọi người. Quần này là Dung cam kết cho mọi người là hàng 18X nha mọi người nhá. Đó, mà giờ Dung bán cho mọi người trên live. Quần này Dung để mọi người lỗ luôn là tặng 75 nghìn. Lúc trước 100 cái bay sạch rồi đó. Lúc trước 100 cái bay sạch rồi đó. Giờ còn mấy cái 75 nghìn. Còn cái áo mọi người muốn phối chung, áo là có màu. Áo là hàng tao bao nhá. Áo để cho mọi người trên live là 125. Đó. Set giả là 215 em ơi. Set giả 215. Xe bài giúp em đi mọi người, giả là 215. Em quần sọc đó với chị, quần sọc đó mất áo rồi em ơi, chị không có bán. Rồi ghi giùm em nha, comment giúp em. Đó. Áo thì mọi người để cho mọi người 125.000, áo cao cấp cho mọi người nha. Hôm nay em không có like quần rin mấy chị. Có xả quần rin đầm dập đi trước trước còn nha em. Đây. Áo thì 125.000 hàng tao bao. Còn mọi người lấy quần thì mọi người comment giúp em là quần. Quần này thì cũng có hai màu, xám với màu đen. Và quần này thì Dung để mọi người có 75 nghìn thôi. Mọi người những cái hàng mọi người biết hàng xịn này. Không cần Dung nói nữa đúng không? Quần này là hàng siêu cấp xịn luôn. Đó, ai lấy quần ghi cho em là quần 75. Áo là 125 nhá. Cái áo này mọi người nhìn áo hàng hãng đi, không phải áo hàng rẻ đâu. Mấy bà nhìn này. Đó. Ai lấy áo thì ghi giùm em là áo kèm màu. Áo là hai màu nha, lấy em cái màu đỏ. Cái đầm chụp đi lúc nãy em ơi, màu đỏ cho Hoài Thương Dương. Hỏi ghi số điện thoại. Sơ mi trắng đồ đi tiệc không chỉ có sơ mi trắng. Rồi cái này ghi cho em là áo đen, áo nâu với áo trắng giùm em nha. Đen, nâu, trắng, comment giúp em là màu. Có nhiều cái lắm mọi người, ráng đợi em xíu em like cho. Rồi ghi giùm em, tí nữa em xả lô áo thun. Quần sọc về em kết hợp với áo được em xem với ạ. Quần sọc đó chị không bán em ơi, cái đó của chị rồi. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Áo là ghi cho em, đổi áo này đẹp xe có 125.000, không ai lấy hả? Quần này của lúc đêm bán nhiều quá rồi. Ai lấy quần thì ghi giùm em là quần nha. Rồi áo này, áo chị Khanh em còn mấy cái em xả rẻ cho mấy chị luôn. Sao cứ lên được tầm khoảng chừng 5-10 phút đầu live bắt đầu nó tụt hết rồi mấy chị. Chuẩn bị nó cứ ra 30-40 hoài luôn á. Bây em bữa nay nó kỳ lắm luôn á. Cứ lên được tầm khoảng chừng bắt đầu 10 phút đầu live thì nó lên nha. Đó, bây giờ nó tụt là cứ nằm 5 mấy với 6 mấy không á, với 3 mấy không à. Chưa giờ em like toàn vậy luôn đó mọi người. Nó giảm tương tác kinh khủng luôn. Không hiểu sao luôn á. Mọi người đáng tương tác giùm em nha. Bắt đầu qua 15 phút đầu like là bắt đầu nó cứ còn 4 mấy, 5 mấy không á. Chưa giờ em like vậy luôn đó mọi người. Rồi áo chị Khanh tặng cho mấy bà nào có đơn thôi. Tại vì cái này em sale rất là lỗ rồi. 140 mà em để mọi người 115 luôn. Ghi cho em là áo chị Khanh có cái không. Áo BB. Ghi cho em là áo BB 115. Ghi cho em là áo BB. Ráng tương tác giùm em đi. Em ơi, vô lấy hàng xả like có tương tác đi em. Ai, cứ lên đầu like được tầm khoảng chừng 10-15 phút rồi bắt đầu tự dưng nó out hết. Chưa cũng vậy. 300 mấy mà like chưa được 15 phút nó còn có 40-50 à. Kiểu vậy mọi người, không biết bay của em bị gì á. Nó kiểu bị hạn chế hay sao á. Kiểu vậy mọi người, áo Khanh cho Quyên. Quyên không cần số điện thoại đâu. Rồi ghi giùm em nha. Em chả hiểu sao luôn. BB cho Minh Thùy, áo BB để đâu vậy? Cái này em ghi chữ chỉ chữ xỉ là được. Ghi chữ 4 chữ xỉ là được. Mai đừng có xả nha má. Cứ ghi chỉ cho Mai thì tính tiền. Áo Khanh còn lấy cho chị 3 cái đi em, để em coi còn không đã nha. Mai em xả 115.000 nè. Áo Khanh đâu em? Áo giờ Khanh chắc ở đâu vậy? Đợi xíu đi em xem hàng 35-45 nha mấy chị lựa. Có hình như có màu đỏ với màu gì nữa hay sao á. Xám 75 nữa chị ta. Đợi xíu đi mấy chị. Em tính em like trong kho mà trong kho tối quá. Nè mà em cho mấy chị coi nè. Chị Quyên 3 cái á. Rồi bài gì một cái thì đây cho chị. Em lấy hàng dự dưới đi. Nè. Áo bà Khanh là em bán cho mấy chị nè. Chứ không phải là hàng tào lao bí đao đâu nha. Nè. Thấy hàng siêu cấp không? Em còn 7 cái ở đây à. Quần đen cho Tiên Tiên. Rồi má ơi, áo bạc Khanh á, xả
675 là cái gì? 675 là quần đúng không? Bà Linh Trương cho tôi cái số điện thoại để tôi ghi bằng tay không á. Trên mấy bà cho tôi cái số điện thoại nha. Cho số điện thoại mới ra đơn được mấy bà ơi. Mới ghi tay được, tại vì bây giờ phần mềm nó bị hư nè. Anh chị Khanh, chị Nguyễn Quyên ba cái á. Ghi Nguyễn Quyên, ghi Ngọc Sĩ đi cho biết khỏi hỏi chị lại số điện thoại nữa. Mai không biết thì là mất công xả. Rồi ghi cho em nha, ai không có số điện thoại thì em xin em ơi, xin to ở dưới đây ngồi khuất mặt mà sao sợ cái gì? Nghe tiếng thôi mà. Cái gì? Ừ. Nè áo chị Khanh nhá, ai lấy thì ghi giùm em nha. Đầm dập ly đổi phải thương dương có chưa? Xét chị mặc là áo là 125, quần là 75.000. Quần là hàng cao cấp, cái này không nguyên cả set đâu mấy chị ơi, cái này là riêng biệt nha. Này là quần là 75.000. Xét trái dâu còn không chỉ xét trái dâu hả, là xét gì ta? À còn đó em ơi, còn đủ màu quá Nga ơi. Đó áo chị Khanh này về với chị Phố với quần ngố này cũng đẹp. Xét trái dâu đổi xíu đi. Xét trái dâu là em vừa mới về lại hôm trước á. Hôm trước rồi bay hết 400 xét đó mọi người. Hết sạch, xét trái dâu hôm nay rẻ hơn hôm trước gần 60.000 lận. Đấy, đợt này á em sale rẻ hết. Em chuẩn bị nghỉ bán quần áo rồi đó. Tại không thuê được mẫu, em không có like được mấy chị. Rồi Linh Trương cho số điện thoại em ơi. Không có số điện thoại, không có ra, không có ghi được đâu. Em ghi bằng tay hết á, không có phần mềm mấy chị. Phần mềm nó bị hư rồi. Phần mềm không ai đấy. Áo BB ai lấy được còn hai cái này. Cho chị cái màu xám đi, BB còn cái màu xám này. Hôm nay xả rẻ cho mấy chị. Ai muốn lấy cái gì thì đổi em xíu. Em lên hết cho mấy chị, xe cho mấy chị hết luôn nè. Còn hai cái màu xám, BB còn hai cái màu xám nữa là hết. BB xám giùm em nhá, đẹp ha. Má ơi, này. BB màu xám rồi má ơi. Màu xám mà kết hợp với quần màu xám nó siêu đẹp. Áo em đang mặc là 125. Đây này, quần màu xám, thấy không? Xịn chưa? Nguyên một set luôn. Đó, bà nào lấy quần thì 75.000, quần nó có xám với đen. Còn áo BB thì ghi cho em là áo BB xám với lại trắng. Bà nào lấy thì chốt hàng hãng nha mọi người nhá. Đó, áo BB thì có hai màu. Bạn nào đang coi chấm bài giùm em cái chứ mọi người ơi, chấm bài nó có tương tác nha. Đó, BB trắng lâu ra Nguyễn lên địa chỉ, lên số điện thoại giùm em đi mấy chị ơi. Tất cả đơn đều phải có số điện thoại nha. Ghi bằng tay. Có số điện thoại giúp em nha. Trời ơi, like này lâu lắm luôn đó mấy chị. Mỗi lần xin số điện thoại mệt luôn á. Áo Khanh với quần xám, áo Khanh màu trắng với quần xám. Lau ren Nguyễn lên số điện thoại giúp em. Mấy chị ơi nhìn cái ghim giùm em với. Phần mềm nó bị lỗi, em không có bấm phiếu được. Tất cả đó đều phải có số điện thoại. Mã nào đều phải có số điện thoại mã đó hết á. Giờ em nhắc từng người là em like lâu lắm luôn đó mọi người. BB trắng như Kiều Trâm. Giúp em ghi số điện thoại kèm theo đi. Đứng ghi nhiều dòng em không loát được. Lau ren Nguyễn là BB trắng. Kiều Trâm BB trắng. Ok em nhá. Ráng đi mọi người. Bây giờ phần mềm nó không có vô được, không ai like hết á. Chỉ có một MC em ngồi like thôi đó. Không ai like luôn á. Tại phần mềm T-Bot nó bị hư rồi. Nó khắc phục gần một tuần lận. Nhưng ghi tay không á mấy bà. Set vest ở sau bao nhiêu xỉ? Set vest hả? Cái này là set giả em. 215. Set giả 215 còn 2 set à. Còn 2 xanh với 1 đỏ thôi. Set giả mấy bà. Cái này là ghi cho Dung là set giả nha mấy bà. Ráng ghi cho tôi số điện thoại kèm theo mã chốt nha. Ví dụ tí nữa mấy chị có mua gì tiếp mấy chị ghi dồn là được, không cần ghi số điện thoại. Đây, cái này ghi cho em là màu giả xanh với lại là giả đỏ 215. Áo BB ai lấy nữa không? Màu xám với lại là màu trắng nha. Cái gì mà quăng tít đầu kia vậy? Xám với trắng giùm em đó. Rồi set ngủ này xả luôn. Hay giờ này bán tặng với chị luôn không? Rồi set ngủ xả 115 luôn. Cái này là bán tặng với chị này. Cái này có 2-3 khách bà này xả thôi đó. 115 màu hồng với màu kem có 2 set à. Hồng với kem set ngủ. Cái này là lụa hàng loại ngủ nha mọi người. Ngủ 115. Đây, ghi cho em là ngủ nhá. Ngủ kem với ngủ hồng xả lỗ luôn. Rồi hôm qua có bà kia á, bà lấy 3 set ngủ lận. Về bà kêu rồi má xong nó xịt vậy. Có trăm mấy mà sao hàng xịt vậy em. Cái set ngủ này nhiều người khen lắm luôn đó. Em còn đúng 2 set của một người xả thôi. Màu hồng với lại là màu kem nhá. Ghi cho em là set ngủ xả lỗ 115 luôn. Kiều Trâm dồn đơn hả em? Kem này. Thúy Nga lấy màu gì
vậy em ơi? Ai dồn cái em chữ dồn đi mấy chị chứ em không biết đâu. Đây, em còn một set hồng. Bộ bầu mặt có bán có nha, chị Duy Anh có. Bộ bầu mặt có bán. Kiểu trăm dồn đúng không? Phải không? Nhìn thấy chưa? Đúng rồi, 115. Ai dồn cái em chữ dồn đi mấy chị ơi, không nhớ được hết đâu. Tại đâu có phần mềm đâu. Hồng cho chị Trinh nhớ cho số điện thoại. Chị Trinh cho số điện thoại giúp Dung nha. Để ý đi em ơi, đừng có đứa nào bấm điện thoại giờ này nữa nha. Là không không biết được đâu mò đâu nha. Này là phải tập trung cao độ luôn á. Xếp giả là dưới 56kg mang đẹp nha. Bộ bầu mặc á, là cái quần bầu bán riêng. Là 7 xả còn 75.000 thôi, hàng loại 1. Còn cái áo là 125.000 có 3 màu. Áo này là hàng siêu cấp nha, chứ không phải là hàng rẻ. Đây, cái này ghi cho em là màu đen, màu nâu với lại là màu trắng. Cái này ghi cho em là mã áo giùm em, áo gấu kèm màu. Xếp ngủ em hết rồi. Có sơ mi trắng không chị? Có em. Đó, ai lấy ba bộ ba màu nhé. Chị Duy Anh ơi, quần em bán riêng à? Quần một cái có 75 thôi, chị mua một quần với ba áo đi. Duy Anh cho em số điện thoại. Chị ghi cho em là quần cộng áo gấu ba màu là được, là có đơn. Áo có 125 và áo này chúng ta kết cho mọi người là hàng loại 1 nhá. Áo hãng á. Và kèm theo số điện thoại cho em. Quần là em bán riêng có 75.000 cái thôi nha. Set em hết sạch. Kiều Trâm có set kem rồi em ơi. Ai lấy áo gấu thì ghi cho em là áo gấu 125. Quần đen là chỉ có 75 thôi. Cái này là em không bán set cho mấy chị. Cái này là riêng á. Cái này chỉ có áo thôi. Áo này là mọi người nhìn cái hàng là mọi người biết không phải hàng rẻ rồi nè. Đó, bé ngài xem cái gì vậy em ơi? Quần là em có xám với lại là đen cho chị xin, cô xin quần xám đi. Mọi người ráng cho em cái số điện thoại nha, chứ không có số điện thoại không có ghi được đâu. Quần với áo gấu ba màu chị Duy Anh giúp em là ghi giúp bầu ghi số điện thoại và nhớ giùm em nhá. Quần này là bao phi size cho mấy chị luôn, bầu thoải mái luôn. Rồi ai lấy cái áo 125 đây nè. Quần có thêm cái màu xám nữa. Quần là để cho mấy chị có 75.000 thôi, hàng loại 1 nha mọi người nhá. Quần đen nha chị Lauren Nguyễn Dồn. Quần này thì mọi người nên lấy một cái. Dung nói thật đấy nè, bầu mà bầu mặc thoải mái mặc từ trưa tới giờ á. Sơ mi trắng á chị, sơ mi trắng hả? Sơ mi trắng đợi chị xíu. Đây, có đơn ghi cho em chữ dồn nha, cho em xem lại set giả. Dạ. Đi bầu ok, đợi bầu xíu. Đây, xét giả này đẹp lắm, lúc chưa bầu có bầu mà bầu còn mặc rất là đẹp luôn á nè. Mấy bà nhớ chia sẻ cho bầu nha, chia sẻ cho bầu để bầu có động lực chứ bầu đi tay không á. Uyên Phương dồn quần đen ok Uyên Phương nha. Ngủ hồng em hết rồi. Rồi cái này ghi cho em là xét giả 215 màu giúp em. Cái này là màu đỏ em còn có xét, màu xanh em còn hai xét là hết 215. Dưới 56kg là mặc siêu đẹp luôn đó. Ngủ em hết rồi, ngủ em còn một ngủ vàng này. Tặng mấy chị 120 thôi. Quần đen cho Thúy Hòa. Ok Thúy Hòa. Nè, em còn một ngủ vàng. Cái này là hàng Quảng Châu nhá. Ngủ vàng 120. Còn có set à? Cái này em xả rẻ cho mấy chị không á. Chứ mấy cái set ngủ này là hàng em bán 180 hết mấy chị. Set ngủ vàng. Quần đen Thúy Hòa có nha em. Ngủ vàng với lại ngủ này nhá. Đợi xíu đi em, lên cái set này đỉnh lắm luôn á. Sơ mi đợi Dung xíu và chia sẻ cho Dung nha. Nè, ngủ vàng với ngủ xanh đen còn hai set là để với chị 120. Cái này là hàng Quảng Châu nha mọi người. Đó, xanh đen với lại là vàng còn hai set luôn. Mấy cái set này mắc lắm mọi người, mà tại vì có khách sạn nên em để cho mọi người giá lỗ luôn. Đó, ai lấy ghi cho em là xanh đen với lại là vàng nhá. Hôm bữa thì dành nhau cái set này. Quá trời người dành nhau cái set này luôn. Đó, quá trời người dành nhau cái set này luôn. Bây giờ có người bom tôi. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá, ngủ vàng với ngủ xanh, xanh đen á, ngủ vàng với ngủ xanh đen. Ai lấy thì ghi giùm em nhá, ngủ vàng với ngủ xanh đen. Rồi còn set ngủ Quảng Châu, ngủ vàng với chị Hà Thu. Phần mềm nó bị hư là nó khổ vậy mọi người. Rồi cái này ghi cho em là cam sữa, quần đó ngố hay đùi ngố nha bà ơi. Vàng với chị Trinh dồn. Ở đâu hết rồi? Hết rồi, còn xanh đen 65kg vừa nha chị Hoàng Phương ơi. Rồi cái này là hồng sữa 120 luôn. Tiểu thư nhá, về gái nút giùm em. Hồng sữa giùm em 120 luôn. Hôm bữa là 165 á. Rồi ghi giùm em 120. Lên xét trái dâu đi, đợi chị xíu chị mặc xét trái dâu
ghi giùm em nha, mã này comment hữu dung nhá, là set set chị quên mẹ rồi, set ngủ cam sữa, ghi giùm là cam sữa 1.2. Ai có đơn ghi cho em chỉ dồn đi mấy chị ơi, chứ kiếm đơn mệt lắm luôn á nhá, ghi cho em chỉ dồn đi mọi người. Lấy set giả màu xanh cho chị Phạm Hoa, ok chị Hoa nhá. Rồi set dâu đâu rồi, set dâu đi chị, set ok nhá mọi người, kèm số điện thoại cho Dung nha. Có đơn thì ghi cho Dung chữ dồn là được. Này em lên cái set này mới định, set này là em còn được có mỗi màu xanh em còn được 2 thôi, còn lại mỗi màu 1 thôi mấy chị. Set tay dâu này ai mà nhìn thấy em lên là thích là quất liền nha, tại em xã có 145 á, nên lúc trưa khách lấy hết mặt bán rồi. Mấy chị mà lấy set tay dâu là phải lấy liền nhá, thích màu nào là phải comment liền á. Set tay dâu này em hết mất tiêu mọi người. Hàng này là cam kết là hàng 2XX luôn. Mọi người có quyền kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Nè, cái trái dâu là đỉnh lắm luôn đó mọi người. Đó, ngũ dâu á, xin nhau. Xét trái dâu hồng 145 chân Nga. Ủa nó xinh. Nè mấy chị, thấy quần đỉnh không? Rồi ngũ dâu màu hồng cho chị màu ngũ dâu đi. Đây nè, đây nè, đây nè. Màu cam, màu em là màu hồng. Cam hồng xanh với lại là cam hồng xanh hết. Nè, xịn không? Ủa đẹp lắm mấy chị nè, thấy phong quần không? Đó, phong siêu đẹp luôn. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Cái này ghi cho em là màu màu xanh. Đó, cái này là màu xanh 145.000 thì mấy chị thấy là nó quá bèo rồi đúng không? Rồi, cái này ghi cho em là màu cam, ngủ dâu. Còn buồn ngủ không bầu còn nha. Đây, này ghi cho em là màu cam. Á ôi đẹp chưa? Có 145 này đó. Tính ra là cái áo bán không đã 130 rồi. Xanh với cam tiên tiên cho Dung số điện thoại nha. Tiên tiên cho Dung số điện thoại. Kiều Trâm là dâu xanh rồi. Tiên tiên cho Dung số điện thoại nha nàng ơi. Cho Dung số điện thoại nha. Mấy bà ơi cho tôi số điện thoại đi. Mấy bà không có số điện thoại tôi không có ấy được. Mà có đơn rồi thì ghi chữ dồn chúng Dung đi. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha, comment giúp em mã này. Đó, màu cam tiên tiên kìa, xanh với cam. Xanh như fan dồn luôn lúc trưa. Xanh, hồng, cam. Hồng là màu em đang mặc. Hồng là màu em đang mặc, vừa có thể mặc như thế này lên cũng đẹp. Đó, dễ thương ha. Nó set này bao cưng luôn á. Màu xanh cũng bao cưng luôn, màu xanh lúc trưa em mặc rồi. Đó, có một màu cam này em chưa mặc thôi đó. Nè, 145.000. Ghi cho em là set kèm màu nhá. Set kèm màu. Chia sẻ bài cho Dung đi các nàng ơi. Quần ngố đen 75 dồn cho Nga. Nè, mọi người thấy xịn sò không? Nó đẹp lắm luôn đó. Thật sự, cái set này là quá xịn mà em bán mọi người 145 rẻ hơn hồi bữa thôi. Còn cả 60.000 lận. Không có rẻ đâu mọi người ơi. Rồi set của em còn một set xám, giống cái set vàng này còn có xám theo 120. Xám 120. Ngủ xám 120, cái màu này đúng sang luôn. Màu này em hôm bữa em cũng để một set em mặc á. Ngủ xám giùm em, xả cho mọi người trên like 120. Dâu hồng cho Linh Trần. Ngủ xám 120, y chang cái set vàng lúc nãy mà còn có set thôi. Set xám 120, dâu hồng cho bé em. Set dâu màu gì vậy chị? Set dâu màu gì vậy chị? Lauren Nguyễn ơi, chị lấy màu gì á? Set dâu chị Lauren Nguyễn lấy màu gì comment lại giúp em nha. Có dâu xanh, dâu hồng với lại là dâu cam. Mọi người có muốn em mặc dâu cam cho coi không? Dâu cam chưa mặc, dâu cam còn có 2 set à. Thì đẹp ha. Thì luôn mọi người, còn chất vải là mọi người xỉu ngang luôn á. Này Lauren Nguyễn lấy màu gì á chị? Comment lại hủ Dung nha. Và nhớ là share bài giúp Dung cái cho mọi người. Ai mà có đơn thì share bài cho Dung, có động lực Dung like cho mọi người nha. Rồi ai lấy thì ghi giùm em. Cái này là màu xanh, màu Dung mặc là màu hồng. Chị lau ra gửi lấy màu gì comment lại giúp em cho nhân viên nó ghi màu nha. À, mờ kinh khủng luôn á. Mờ lắm luôn á mọi người. Lát, nãy giờ lát kinh khủng luôn. Rồi cái này ghi cho em là màu xanh. Ai lấy màu nào thì comment rõ màu đó để em ghi tay nha. Em không có ấy, nó mờ lắm
giúp em nha. Bây giờ em cũng chịu á. Rồi mã này, cái này là hàng Quảng Châu rồi. Cái này em tặng cho mấy chị 140 á, mà em sale 179 luôn. Này, 79.000 set vàng. Có set à? 79.000. Vô sang cho bé kem cute. Còn đó mà. Chị lau ra em gửi lấy màu gì á? Mạng nó giật lắm mấy bà ơi. Chán muốn xỉu đây. Mạng giật quá nè. Rồi ghi giùm em nha. Nhớ là ấn like giùm em nha. Rồi set 79k tặng luôn. Set này mấy chị biết em bán 140 á. Rồi 79.000 set vàng. Ghi cho em là 79.000 set vàng. Cái này là set này. Này là em sale lỗ ơi, là lỗ luôn. Mấy bà ơi, xe bà giúp tôi cái nào. Rồi màu xám. Em vừa chỉ nhớ là hết rồi mà. Cái này khách xả hay sao vậy? Mã ơi, vừa dành nhau. Rồi màu xám. Vừa nhớ là hết sạch luôn á. Xám giùm em. Mấy cái set này mấy bà mặc mà ủ kem á. Phê lắm luôn á. Rồi cái này ghi cho em là xám 79.000. Rồi má ơi, bảo nó giật rớt hết khách luôn. Xám với chị Quyên. Rồi má ơi, nó giật. Rồi hết xám. Còn một đen với lại là một vàng thôi. Mấy bà ơi, giật lắm hả mấy bà. Rồi ghi giùm em nha. Đen 79 thôi, không phải 89 đâu chị ơi. 79. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Đen 79. 79 nghìn giúp dung nghe. Mấy chị ơi, nó mà nó giật quá. Rồi áo này em còn một cái. Áo này tặng luôn cho mấy bà. Áo này còn có 3 cái. Áo này tặng luôn cho mấy bà. Lấy đen hủ luôn cho chị Quyên kìa. Rồi áo này em tặng mọi người 99.000. Còn đúng 3 cái thôi. Áo này mọi bạn áo cặp 140, 140 nhớ không. Rồi 100.000 luôn. Ghi cho em là áo trắng 100. Này là bán tặng nha. Xếp vô mặt em xả có 145 hàng loại phụ đó chị. Vô xanh cho chị Lauren Nguyễn dồn. Còn nào không? Xé dung mặt xe có 145 à. Áo 99 cho Kiều Trâm dồn. Xé cho dung mặt có màu này. Nhưng mà dung còn nó mấy xét à. Hết đây nhiên nữa là hết mà đúng không? Thun 99 lấy 3 cái chị Quyên này. Thun trong kia ấy. Rồi cái này ghi giùm em nha. Như là còn cái hay cái màu đen gì. Dâu này em xả 145. Cái này là nên nhớ giùm em, không phải hàng giá rẻ nha mấy chị nha. Còn những cái form quần mọi người biết này. Không phải là hàng giá rẻ đâu. Em bán là bán hàng loại 1 đó. Cái nào em là hàng loại 1 thì em nói hàng loại 1. Em không nói tào lao mấy chị. Xe dung này mặc giá hơn cho chị số điện thoại nha Hân ơi. Tại mất phần mềm nó bị lỗi á. Cho chị xin lại số điện thoại. Hả? 3 cái trắng cho chị Quyên. Với Kiều Trâm cái trắng nữa. Còn 2 cái đen này mấy chị. Nè còn một áo màu đen nữa. Áo này xịn lắm luôn á. Áo này bạn nào mà nhận hàng rồi là phê luôn. Còn 2 cái hoặc là 3 cái gì màu đen. 3 cái màu đen thôi. Bạn nào lấy thì chốt. Dạ hơn đây cho chị ghi số điện thoại nha. Chưa có số điện thoại em ơi. Xét chung mặt có cho số điện thoại đi bé. Không có lên địa chỉ đâu. Mai nhân viên xin địa chỉ nha. Ok em. Đây. Dâu hồng, dâu xanh cho chị Quyên. Thấy đẹp ha. Em về cách đây 3 hôm á. Đợt trước Tết em đã bán một lần rồi. Nhưng mà đợt trước Tết là 185 lần. Nè. Dâu hàng loại 1 nha. Đó. Bà nào lấy thì ghi giùm em. Dâu màu cam. Ok da hết nhá. Cảm ơn em. Rồi cái này là dâu xanh. Xanh đẹp ha. Cái dâu này là đình đám nhất của em trong Tết á. Mà em hết mất tiêu rồi. Ra Tết người ta đáng lẽ là người ta ship kịp cho em để bán Tết á, mà ta ship không kịp ra Tết ngày mùng ngày 12 âm á thì nó mới về được về cho em á, ship không kịp Tết á thì thử ra em đâu trả xỉ được đâu. Bây giờ em bán giá xỉ cho mấy chị luôn á, mọi người vô nhóm xỉ vẫn thấy cái set này giá xỉ 145.000. Đó, nhưng mọi người mua là lời lắm, tại vì set này đợt trước là 185.000 lận. Em để cho mọi người giá này luôn. Tại vì nó về không kịp á, cho nên là em ghét em xả luôn. Không kịp trả xỉ á, như là xỉ nó hủy đơn á. Trả để cho xỉ kịp Tết á. Rồi áo này em còn nha mọi người nha. Ghi cho em là áo trắng 99. Cái này áo hãng nha mọi người nha. Giá hơn có set mặt rồi. Giá hơn có set mặt rồi nha em. Rồi ghi dùng dung nha. Mã này ghi dùng dung là màu đen với lại là màu trắng. Cái này là áo hãng nha mọi người. Trắng đen 99.000 luôn. Má ơi áo này là đúng em bán lỗ luôn.
bà nào mà nhận áo này rồi là biết. Mấy bà ơi cho Dung xin cái nút xe nha, có tương tác với mấy chị. Rồi ghi giùm em làm màu đen với trắng, cái này mặc tập cái bồ siêu đẹp luôn. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Ê, em đưa cho chị cái xếp sọc đi. Đó, cái chữ lấy cái áo, có quần đây rồi. Rồi em nên xếp sọc dài cho mấy chị. Xếp này là ai comment nhanh thì có nha, em nói trước. Đây chỉ cái áo thôi, cái quần có thôi. Đây, cái set này bạn nào comment nhanh thì được. Em nói trước nha mọi người nha. Lưu ý trước khi đặt hàng á. Đấy, set này em hết rồi. Trắng cho chị Hoa Đào. Áo trắng á. Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng cái áo này, cái set này để ai comment nhanh thì mới được thôi nha. Cho chị màu luôn nha. Như là có hết hồng rồi, còn hồng thì không biết nữa. Cái set này cái áo xịn ghê, quần áo cầm cái áo chắc xịn ngang luôn á. Bạn này mà nhận được cái set này chắc phải là xỉu ngang luôn đó mọi người. Em còn nâu với lại là em xả
hàng nguyện mẫu cho mấy chị lựa nha. Củ này còn một set, hai set hai màu. Củ này là 185 á, còn hai set hai màu để mấy chị 120 luôn nè. Còn đúng hai set, hai cái set mà khách xả ra đẹp luôn á nè. 120.000. Cái này cái em là gấu, á ôi set này. Gấu hồng. Nhìn hàng này. Gấu hồng giùm em, còn một set. Cái này là gấu xanh. À, con nào nè 165 thế mấy chị thấy không? Rồi gấu xanh với gấu hồng, còn hai set sale 120 luôn. Hàng này là hàng 185.000 của em á. Mà hết rồi. Gấu hồng với gấu xanh comment nhanh nha, có hai set thôi. Nó à, đẹp ha. Nhìn cái vải này mấy chị. Gấu hồng với gấu xanh xả 120. Ghi em là gấu hồng với gấu xanh nha, xe bài giúp Dung với. Rồi gấu hồng với gấu xanh. Chị có đầm dây ngắn không? Chị không có đầm dây. Tại chị có bầu chị không có bán đầm dây ấy em. Chị có đầm body đẹp lắm, đợi chị xíu. Rồi ghi giùm em nha, gấu xanh chị đào rồi hết. Rồi còn một gấu hồng, hết luôn. À, set này là để cho mấy bà 120.000. Quá mèo luôn. Rồi ghi giùm em nha. Còn một gấu hồng. Vải đẹp lắm, vải phê luôn đó mọi người. Phê con TT này. Gấu hồng giùm em nha. Ai lấy gấu hồng thì cái giùm em là gấu hồng. Em đưa chị cái set ngủ đi, lấy cái kia ra giùm chị đi. Đưa chị cái set ngủ này. Ai lấy chỗ nó gấu hồng đẹp mà không ai lấy hả? Nó gấu hồng đẹp mà. Set đang mặc cái chị Trinh Nguyễn dùm. Hả? Rồi ai lấy cái giùm em nha. Trời đánh thì trời. Trời mấy chị ơi, set mấy kia 260. Thôi để mấy chị một tờ 150 luôn đi nè. Xả của em nè. Rồi set Mickey. Hôm qua hôm trước thì em vừa đi chơi miền Tây, em vừa mặc cái set này xong. Set Mickey nha. Set Mickey 150 luôn đi nè. Set Mickey có set à. Mickey 150 y chang cái quần em đang mặc luôn. Mickey 150 giùm em nha. Có set à. Này bán tặng mấy chị á, 260 rồi. Rồi ghi em là Mickey. Xe bài giúp Dung đi mấy bà ơi. Sao dạo này bầu mất tương tác kinh khủng như vậy ta. Có bầu thì xuống luôn thì trời. Có bầu thì xuống luôn mọi người ơi. Có bầu thì Facebook nó cũng bầu theo luôn. Đó, Mickey có set thôi, 150 nha. Quần đi trang cái quần em mặc. Nhưng mà cái này bên này nó có logo mấy bà. Đẹp lắm. Thanh Hà ơi cho em cái số điện thoại nha. Nó có set rồi mấy chị. Thanh Hà cho em cái số điện thoại. Thanh Hà cho em cái số điện thoại nha. Yeah. Rồi chân váy, má ơi, bà này xả size S này. Chân váy size S tặng luôn mấy chị, 80 có cái à. Gì vậy em? Rồi cái này ghi giùm em nha. Kiều Trâm đi cọc đêm ơi, chị không chốt tiếp đâu, của em nhiều lắm rồi. Chị Thanh Hà có số điện thoại xem biết kia em ghi dùm chị cái đi không nó loát cái comment nó qua mất. Rồi ghi dùm em nha. Mấy bà đừng có bom hàng với chị thấy like cực không. Rồi chân váy còn có cái xem với chị 79.000 size S có cái mấy chị. Này là của khách xả ra mới có cái nữa đó. Màu đen em hết sạch. Size S nha. Em lấy cái mọc mới cho nó dễ em ơi. Ghi tay nên lấy mọc mới á. Chữ nó không bị nhầu. Rồi ghi giùm em nha, đừng lấy bọc cũ. Rồi set ngủ em còn một set màu xanh. Lấy bọc kiếm mới mà ghi chứ ghi tay mà còn đấy. Rồi cái này ghi giùm em nha, mã này. Mấy chục thì cọc mấy chục chị em ơi, chứ chị không có chốt nhiều. Để ra Tết em hạn chế bị bom mấy chị. Rồi set ngủ xanh em xả 115. Thề luôn á. Bao xịn luôn. Set ngủ xanh 115. Còn xanh với đen nha. Em nhận được quần rồi, đẹp xuất sắc. Cảm ơn Trang nha. Cảm ơn Trang nha. Rồi ghi cho em là set ngủ xanh 115, xanh với đen không? Hết rồi. Lấy cái bọc mới đi chứ chủ đã ghi chữ bằng tay nó dễ nhau lắm. Hả? Rồi hết thì kêu anh Tùng chạy lên đấy mua đi. Chắc giờ anh còn mở cửa đó. Chứ ghi mấy cái bọc này hết xong báo chưa? Trời. Kêu anh Tùng đi em chứ ghi cái bọc đã nhau rồi ghi chữ mai nó nhau nó xóa mấy cái chữ đâu kêu kiếm đường nào. Mình mềm không vô được đâu mà kiếm. Đã kêu anh Tùng đi lấy mua một kính thì còn qua bên Thủy lấy đỡ đi.
Rồi ghi giùm em nhé, hết chả báo cái gì hết. Rồi ghi giùm em nhá, màu đen. Xếp ngủ giùm em. Mai kiếm đường đâu mà lấy thông tin của khách. Rồi cái này ghi cho em là đen, 115.000 đen với lại là màu xanh nhá. Xếp 2 giây á. Ngủ á mọi người, 2 giây. Xe bài lại giúp Dung đi mọi người ơi. Cho nó có động được like thì mấy chị thiệt á. Mấy chục lùi lắm luôn, có 4-50 like nó mệt lắm mọi người. Ráng xe lại bài giùm em cái nha, cho nó có tương tác nha mọi người nha. Ít người quá like mệt lắm mọi người. Nha. Rồi ghi giùm em nha, xanh với lại là đen. Hết nó cũng chả nói một cái chưa mà mò luôn. Rồi mã này áo sơ mi em còn cái. Áo sơ mi này là hàng 500+ luôn đó mọi người. Rồi áo sơ mi em còn 2 cái. Cái này là 220. Hôm bữa anh đã nói là trong này cả cây rồi. 220 nha mọi người nhá. Em để tặng cho mọi người trên like. Lưu ý giùm em hàng này cũng phải hàng giá rẻ nha mọi người. Cái áo sơ mi á này. Áo sơ mi này là mọi người nhìn là mọi người biết hàng mắc rồi. Rồi áo sơ mi giùm em nhá. Ở đây là dù này mọi người. Sơ mi hàng loại 1 em tặng mọi người 1 sao lỗi mọi người 140 luôn đi. Còn nó 3 cái à, 2 cái à. Ghi giùm em nhá, sơ mi siêu cấp. Đó mọi người nhìn biết là hàng của Trang Nemo luôn này. Chứ không phải hàng giá rẻ nha. Cái này là Dung nói sale lỗ rồi, Dung sale lỗ 140 luôn. Bộ Dung mặc còn kiểu trăm này, sơ mi dồn. À cái sơ mi này đúng xỉ